Em đi xin kính chào toàn thể quý khách hàng các bác ơi. Em đi lại lên sóng rồi. Tiếp tục báo giá tất cả những mẫu xe tại chợ. Em đi nhá. Em xin chào bác Nguyễn Lam nhá. Hôm nay thì đúng như là lên livestream 6:30 là cái khung giờ livestream chính. Em đi đã lên live rồi thì rất mong các bác vào xem live, thả tim, thả like và chia sẻ lên ủng hộ em đi nhá. Em xin chào bác Nguyễn Lam này, bác Trần Kim. Các bạn vào xem live thì hãy thả tim, thả like lên và chia sẻ cho em đi 1 đến 2 lần thôi. Lên trang cá nhân và hội nhóm nhá. Ngày hôm nay thì hoan hỉ các bác ơi, em đi cũng đã chốt được 2 chiếc xe cho bác chủ ở quê, một chiếc CDX 2010 và một chiếc xe Avante 2014 về cho bác chủ ở quê hương Bắc Giang đó. Nên là các bác ơi, nhà em đi bây giờ hiện tại đang còn rất nhiều các mẫu xe để phục vụ mọi người. Nên là các bác đang có nhu cầu mua xe và cần được tư vấn thì hãy liên hệ cho em đi qua số hotline này nhá. Liên hệ và có thể add Zalo cho em đi được không ạ? Qua số hotline 0866 558 622. Đây ạ. Em chào anh Lam nhá. Hãy chia sẻ lên ủng hộ em đi nhá. Chia sẻ lên ủng hộ em gái nhá. Đúng không ạ? Để đẩy lượt view, tăng lượt view lên. Hôm nay thì em đi sẽ đây các bác ạ. Sau gọi là 2 ngày bắn xe thôi nhưng mà chợ em bắt đầu lại có chỗ trống rồi. Đấy, bắt đầu chợ lại có chỗ trống rồi. Tức là gì ạ? Em đi đang cần mua rất nhiều xe các bác nhá. Em đi lại đang cần rất nhiều xe. Nên là bác nào mà có người nhà, người thân, anh chị em, cô dì chú bác mà đang có muốn, có nhu cầu mua xe, bán xe thì hãy liên hệ cho em đi. Và hãy gì ạ? Nhớ là lúc nào em đi cũng vậy nhá, sẽ có hoa hồng cho quý các bà con mà có gì ạ? Giới thiệu xe. Nên là các bác yên tâm luôn. Em xin chào bác Nguyễn Thắng nhá. Các bác ơi vào xem live, thả tin thả like để view nhá. Đẩy view mạnh lên cho em đi đúng không ạ? Đấy, chờ mọi người vào đông đông một chút xíu thôi là em đi sẽ bắt đầu vào livestream luôn. Hôm nay thì em đi có thêm về thêm được một chiếc Colorado số sàn màu trắng đời 2017. Đấy. Em đi về thêm ra là hôm nay em đi về thêm được mẫu xe nào nữa nhỉ? Chào bác Nguyễn Ly nhá. Đâu. Lắm lúc là nhiều xe về quá không nhớ luôn cơ. Đấy thôi, nói chung là gì ạ? Rất nhiều xe và vẫn giá từ 58 triệu là các bác có thể mua được xe tại chợ bên em rồi. Em xin chào bác Sinh Nguyễn nhá. Các bác ơi thả tim đẩy like nhá. Em đi sẽ đi vào đây đấy để quay xe cho các bác xem. Xe thì còn ở bên ngoài rất nhiều luôn thì không biết là tại sao nhà mình lại không cho xe vào nhỉ. Quay cam sau luôn nhá. Được không ạ? Đấy, đẩy view mạnh đi cho em đi này các bác ơi. Đẩy view mạnh đi cho em đi nhá. Em đi sẽ quay cam sau luôn này, không để mọi người chờ lâu nữa này. Đấy, thả tim thả like đẩy view mạnh đi nào. Zio nhập khẩu nhà em đi đang còn rất nhiều nhá. Hai siêu phẩm luôn, màu trắng đời 2015. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, bản sedan, động cơ 1.4 thôi. Những cái dòng xe này đi thì cực kỳ đầm và chắc nhá. Em này thì biển Hà Nội luôn này. Và trang bị được rất nhiều đồ chơi trên xe. Có cam hành trình, màn hình và cam lùi đầy đủ. Đấy, Zio 2015, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc. Và em này thì máy số zin, một chủ sử dụng từ mới. Em đi đang chào bán với mức giá 395 triệu đồng đây nhá. Các bác vào xem live để view mạnh nhá. Chân nỉ zin, ghế da cao cấp thông hơi xịn sò luôn này. Xe cứng đẹp luôn, đúng không ạ? Thảm trải tóc đi tóc lô đẹp luôn này. Đấy, 2015 Zio màu trắng. Các bác có nhu cầu mua xe thì cứ vào comment mạnh nhá. Em đi sẽ tư vấn cho các bác, đúng không ạ? Em xin chào bác Mưa Đêm này. Chào bác Mạnh Tuấn, chào bác Tuân Nguyễn nhá. Các bác vào xem like đẩy view lên. Đấy, Vios các bác ơi. Hiện tại Vios nhà em đi đợt này đang về thêm nhá. Chiếc Vios biển 22 này là đời 2015 này. Bản E xịn xò nhá, tư nhân không khoan đục. Đây, tư nhân không khoan đục. Và chiếc này thì ạ, độ lên rất nhiều đồ chơi trên xe các bác ạ. Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Đây, xe có nút sơn màu bạc đẹp, la răng đúc, 4 quả lốp mới, trang bị xi nhan trên gương, đây coi nhìn này. Đấy, sơn xi mỏng tang luôn. Chiếc xe Vios thì em đi chào bán với mức giá 345 triệu đồng. Có bao hồ sơ và có bớt cho khách hàng thiện chí. Đây, cam hành trình, màn hình cảm ứng to bản và cam lùi đầy đủ. Ghế da cao cấp thông hơi xịn sò rồi. Đấy nhá, ghế da của gì ạ? Hãng luôn. Chân nỉ zin, Vios bản E không khoan đục nha. Đây, không khoan đục nha các bác nhá. Táp đi táp lô đẹp luôn, xe tư nhân sử dụng. Đấy, bậc lên xuống đã ốp mạc chrome sáng bóng rồi. 2015 máy số zin các bác nhá. Máy số zin luôn. Các bác vào xem live thả tim đẩy view mạnh đi cho em đi nhá. Em xin chào em gái Mỹ Hạnh này, chào bác Lẩu Linh này, chào bác Tôn Linh Nguyễn nhá. Bác Tôn Linh Nguyễn là vào xem live chia sẻ mail đến giúp em nào. Em xin chào bác Lam Anh. Đấy, các bác cứ vào xem live đẩy view mạnh lên. Bây giờ em đi mới bắt đầu like thôi, chương trình còn rất dài. Nên là các bác cứ vào xem like, cần tư vấn gì thì cứ comment, em đi sẽ hỗ trợ cho các bác nhá. Em xin chào bác Lý Ngọc Tuân. Đấy, các bác cứ vào đẩy view mạnh lên cho em đi nào.
Tiếp theo đây này thì em đi đang có một siêu phẩm nồi đồng cối đá, một chiếc vai ớt số sàn đời 2010 giá siêu rẻ này. Em xin chào bác Tuân Nguyễn, Spark giá bao nhiêu em ơi? Spark thì hiện tại nhà em đi đang có 208, 210, 211 anh ơi. 209, 210, 211, 209 là 85, 210 là 98 và 211 là 110 anh nhá. Đấy, 110 nên anh đang quan tâm đời bao nhiêu và tầm tiền bao nhiêu. Cứ comment em đi sẽ tư vấn này. Vios 2010 số sàn động cơ 1.5 có trang bị xi nhan trên gương này. Em này thì lên la dương đúc đẹp rồi, 4 lốp như mới, sơn xi mỏng tang luôn. Đấy, tay nắm cửa viền chân kính ốp mạc chrome rồi. Và chiếc này các bác nhớ đã lên được một dàn rồi, một dàn ghế da đẹp với mức giá 195 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Vios nồi đồng cối đá. Dòng này đi thì cực lành và bền đúng không ạ? Bác nào mà đã từng đi rồi thì có thể hiểu nó đi cực kỳ lành và bền luôn, ít hỏng vặt nhá. Em như dòng Vios này thì được, đúng là được cái bộ máy số bao chất luôn đúng không ạ? Đẩy view đẩy like mạnh lên cho em đi nhá các bác ơi, thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Em xin chào bác Mạc Đình Bảo Trung nhá, bác Trung Vũ, bác Lâm Hoàng, các bác hãy dành 1-2 giây thôi chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm cho em đi nhá. Em chào bác Tôn Linh Nguyễn này, bác Tôn Linh Nguyễn chia sẻ lên cho em đi nhá, ok không ạ? Tiếp theo này, một mẫu xe nhập khẩu luôn, biển Hà Nội nè. Em này thì đời 2010 các bác ạ, bản nhập khẩu, bản XLS luôn, là răng hoa cúc. 2010 thì lên form mới rồi, em này thì form sport nhìn đẹp không ạ? Đèn sáng như gương luôn này, đấy, không một vết xước luôn. Sơn xi mỏng tang luôn, 4 quả lốp mới, đây. Rãnh sâu, ta lồng dài, xi nhan trên gương. Em này thì đã lên form mới nhá, đời 2010 lên form mới. Đây, cần số zig zag rồi. Vô lăng ba chấu, lên đầu đài màn hình, có gì ạ, thẻ, sim thẻ đây rồi. Có gì ạ, trang bị cả cam lùi, sàn trại đầy đủ, ghế da hay màu đẹp. Đây, trần nỉ zin. Và với mức giá 228 triệu nhá, 228 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Morning. Đấy, một mẫu xe form dáng hatchback đẹp luôn, một dòng xe phân khúc hạng A đẹp này. Em này thì đi khá là sướng rồi, 1.0 đúng không ạ? 1.0 thì đối với dòng xe Morning thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ rơi vào tầm 5 lít rưỡi các bác nhá. 5 lít rưỡi trên 100 km đường trường. Đấy, vô lăng ba chấu. Em này thì bản full thì sẽ có trang bị điều hòa auto này, có sưởi kính và sưởi ghế đầy đủ các bác nhá. Xe khá là cứng và đẹp luôn. Em chào bác Đào Quang Ba nhá, Đào Quảng Ba này, bác Nam Hưng Yên này. Các bác vào xem like đẩy view lên cho em đi nhá. Em xin chào bác Bùi Ngọc Lâm. Em xin chào bác Nguyễn Tuấn này, rất mong các bác vào xem live thì hãy dành 1 đến 2 giây thôi chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm ủng hộ em đi nhá. Đây các bác ơi, CX nhà em đi mới về này, biển 73 nhá. Em này thì nhà em đi đã đến trực tiếp Quảng Bình các bác ạ. Trực tiếp Quảng Bình bắt em siêu phẩm này luôn. Đấy, trang bị này các bác nhìn này. Bố thắng sơn đỏ, la răng thì đã dán để can lên nhìn cực kỳ là đẹp. Và một mẫu xe dòng này là dòng xe nhập khẩu sedan phân khúc hàng C nhá. Xe đi cực kỳ đầm và chắc, động cơ 1.6 thôi. Trang bị rất nhiều đồ chơi và nhiều tính năng hiện đại trên xe này. Và giá thì siêu rẻ các bác ạ. Đấy, cái dòng này thì giá cực kỳ là rẻ luôn đây này. Các bác nhìn này. Em này thì đã lên được màn hình cảm ứng này, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Đây. Đây là bác chủ độ lên nhá. Màn hình OLED, cam hành trình và cam lùi. Còn riêng đối cái dòng này thì sẽ lên được đề nổ startup xịn sò này. Đấy, tính năng hiện đại, đề nổ, trang bị cửa sổ trời, một dàn ghế da này. Em này là ghế da zin nguyên bản theo xe nha. Ghế da zin nguyên bản theo xe, thảm trải này, sàn trải 5D xịn sò. Một chiếc CX đời 2009 phiên bản số tự động. Em này thì trang bị 6 túi khí trên xe. Và với mức giá 245 triệu đồng nhá, là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm CX. Đúng không ạ? Em xin chào bác Nhung Kính Hùng Phát nha các bác ơi. Xem like thì hãy thả tim thả like để view mạnh để cho em đi nhá. Em xin chào bác tôi Nguyễn này, em quay con Kia màu trắng ạ. Ok anh bác tới Nguyễn ơi. Chiếc Kia màu trắng đây là một chiếc xe Kia Rio anh nhá. Dòng xe nhập khẩu luôn, biển Hà Nội đẹp. Và em này thì lên la răng đúc rồi này. Đây, la răng đúc đẹp luôn. Và có trang bị phanh ABS chống bó cứng, lốp láp mới. Em này là một chủ sử dụng từ mới anh nhá. Một chủ sử dụng từ mới, full lịch sử hãng luôn, đăng kiểm tháng 6/2023. Có trang bị xi nhan trên gương này. Và em này thì có cảnh báo nha các bác ơi. Em này là có cảnh báo luôn. Khi đi đường mà mình gần á, mình gần xe thì họ cũng cảnh báo luôn. Và lấn làn họ cũng phải cảnh báo luôn. Đấy, xịn sò không? Lên màn hình cảm ứng rồi, có cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Đấy. Số tự động nhập khẩu và em này là ghế da này. Ghế da zin nguyên bản luôn, trần nỉ zin. Em này cam kết các bác luôn, xe đẹp và chất.
với mức giá 395 triệu đồng nhá, là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Azio nhập khẩu 2015 số tự động, đúng không ạ? Các bác vào xem này, cứ đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Em xin chào tất cả quý khách hàng nhá. Và các bác lên nhiều rồi em đi không không thể chào được nữa, nên là các bác cứ vào đẩy view lên cho em đi nhá. Đây, bác nào một vài hôm qua đúng không ạ? Hôm qua hỏi em đi ghét thì hôm nay em đi đang có thêm một siêu phẩm ghét về cho các bác này. Màu xanh đẹp luôn, biển Hà Nội nha. Một chiếc xe Hyundai Getz đời 2008. Nếu mà bác nào mà đã từng đi Getz rồi thì thấy được rằng là em nó phải nói là một siêu phẩm bao phê luôn, đúng không ạ? Xe cực kỳ là lành các bác nhá. Ít khi phải sửa, thực sự luôn, cái dòng Hyundai Getz này ít khi phải sửa luôn. Và xe đi thì có độ đầm, độ chắc, cách âm, cách ồn cực kỳ là tốt. Đấy, xe 5 chỗ nhỏ gọn nhưng mà bao phê, giá lại cực kỳ là hợp lý này. Em này thì bộ đèn đèn này, các bác nhìn này, đèn cụm đèn pha sáng như gương luôn, đúng không ạ? Màu xanh, đăng ký 5 chỗ ngồi và nó là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Lốp láp thì như mới luôn. Đây, rãnh sâu, đúng không ạ? Rãnh sâu, toa lông dài luôn. Đăng kiểm thì em này tháng 11/2022 này. Tháng 11/2022. Chiếc Hyundai Getz 2008 số sàn, động cơ 1.1. Em đi đang chào bán với mức giá là 145 triệu đồng nhá. Đây. Chân nỉ zin, ghế da hai màu. Đó, em này thì cũng lên được một đầu đài rồi. Đây, táp ly táp lô cứng đẹp luôn. 145 triệu đồng nhá, là em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Getz, Hyundai Getz. Đó, bác nào mà đang quan tâm tới Getz thì em đi mời các bác đến xem xe và chạy trải nghiệm nhá. Đây. Đi xung quanh một chút xíu để cho các bạn được chiêm ngưỡng này. Biển quá đẹp luôn, 29A94664. Đấy, 94664 quá đẹp luôn, đúng không ạ? Đẩy view mạnh lên cho em đi là các bác ơi, đẩy view, đẩy like mạnh lên cho em đi nào. Đây, tiếp theo, bán tải Colorado số sàn nhà, số tự động nhà em đi mới về kìa các bác này, màu đen nhá. Ngay bên cạnh đây thì em đi đang có một siêu phẩm 7 chỗ cho các bác này. Và đối với cái dòng xe 7 chỗ thì những cái dòng xe của Mỹ, nhất là cái dòng xe Captiva này, phải nói là dòng siêu rẻ các bác nhá. Siêu rẻ luôn. Một chiếc Captiva đời 2009 phiên bản số sàn, em này biển 89 này, các bác ơi nhìn này, bao phê luôn. Và hiếm có một em nào 7 chỗ giá rẻ mà lại còn full đồ, full chức năng. Em này thì có trang bị đèn bi xenon theo xe nhá. Đèn bi xenon siêu sáng luôn và là theo xe này. Có trang bị xi nhan trên gương. Đấy, và em này thì còn có cả gương kính chỉnh điện cụp mở điện nhá. Gương kính chỉnh điện cụp mở điện luôn, xịn sò chưa ạ? Ghế chỉnh điện. Đấy, ghế chỉnh điện luôn. Và ghế da này các bác nhìn này. Như này thì bác chủ lên một bộ ghế da mới rồi, nhưng mà đẹp này, xuất sắc luôn. Không một vết xước, một vết rách. Chân là chân nỉ zin. Chân là chân nỉ zin nhá. Màn hình cảm ứng to bản luôn, đúng không ạ? Cam lùi đầy đủ, điều hòa auto, có sưởi kính trước sau và có trang bị thêm hệ thống chống trơn trượt và hệ thống chống độ đòi, độ đèo nhá. Đấy, vô lăng 4 chấu với cái tầm tiền 228 triệu đồng thôi mà các bác mua được một em 7 chỗ xịn sò như này thì khá là hiếm, đúng không ạ? La răng 6 chấu này, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ, lốp láp này, rãnh sâu, tà lồng dài các bác nhá. Nào các bác ơi, và xem like thả tin thả like để view mạnh lên cho em đi nào. Và các bác hãy vào xem like thì chấm cho em đi một chấm nhá. Vì em thấy là cái lượt xem lên rất nhiều rồi mà lại không thấy cái tin nhắn của mọi người đâu, thì không biết là em không biết là các bác có comment hay không và hình ảnh âm thanh có tốt hay không ạ. Nên là các bác vào xem like để view, thả tin thả like để view mạnh lên cho em đi nhá. Captiva 2009 màu đen, đăng ký 7 chỗ ngồi, 228 triệu đồng thôi. Khá là rẻ, ổn áp với các bác nào mà có tài chính vừa tiền thôi, muốn mua xe 7 chỗ. Đấy. Em này mà đi chạy dịch vụ quá đẹp luôn, đúng không ạ? Nhìn nó phê. Và cái khoang hành lý, khoang hành khách của nó cũng rộng rãi các bác nhá. Tiếp theo đây này, ngay bên cạnh đây thì em đi có theo một siêu phẩm Avante này. Vâng, bác Duy Lệnh ơi, cảm ơn bác nhá. Đấy, các bác ơi vào comment mạnh lên cho em đi nhá. Vào comment mạnh lên cho em đi để em đi biết được rằng là có gì ạ, các bác có đang tương tác với em đi nhá. Đây, ngay buổi chiều tối hôm nay thì em đi đã bán một chiếc xe Avante đời 2015, 14, đăng ký là đầu 2015 rồi cho chú ở quê hương Bắc Giang. Thì hiện tại chợ em đi bây giờ vẫn còn đang có hai chiếc Avante nhá. Thì ngay trước mắt đây là một chiếc Avante đời 2012 này, đăng ký lần đầu 2013, máy số zin, sơn zin tới 90%. Đấy, biển 99A, xe đẹp xuất sắc nhá. Đối với dòng xe Avante thì bác nào mà cũng đã từng tìm hiểu rồi thì sẽ biết là Avante là một dòng xe dành cho riêng thị trường Việt Nam các bác nhá. Dành riêng cho thị trường Việt Nam. Ghế da này và ghế là ghế nỉ, ghế da zin nguyên bản theo xe. Đây, chân nỉ zin, cửa sổ trời nha, vô lăng 3 chấu này, túi khí đầy đủ rồi. Đấy, đèn auto, đúng không ạ? Đèn auto.
Em này thì bác chủ lên cam hành trình, màn hình và cam lùi đầy đủ rồi bác nhé, tắp đi tắp lô đẹp luôn. Và cái dòng này thì chắc chắn rồi, 100% xe không chạy dịch vụ, tư nhân sử dụng. Đấy, gương kính chỉnh điện, cột mở điện đấy đầy đủ hết rồi, đúng không ạ? 2012 đăng ký lần đầu 2013. Xe có lớp sơn màu xám đá đẹp luôn. Em đi đang chào bán với mức giá là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? 359 triệu đồng. Đấy, cảm ơn em trai ông Ngọc Quốc Huy nhá, chia sẻ mạnh lên nhá. Em xin chào anh Trương Nguyễn này. Các bác ơi, đẩy view đẩy like mạnh lên cho em đi nhá. Và các bác đang có nhu cầu mua xe gì thì cứ vào comment nhá. Đây các bác ơi, 7 chỗ lại là một dòng xe form dáng đẹp nữa này. Dòng 7 chỗ thì có hai, đúng không ạ? Có hai dòng sản phẩm 7 chỗ ngồi mà chấm thấp nhất thì trên thị trường Việt Nam mình thì có, thứ nhất là có Xpander động cơ là 1.5, và ngay trước mắt các bác đây là một chiếc xe 7 chỗ động cơ chỉ có 1.8 thôi. Đấy. Thường thường 7 chỗ thì sẽ có 2.0 rồi 2.5 trở lên đúng không? Nhưng mà em này nhá, 7 chỗ này rộng rãi, form dáng đẹp. Động cơ 1.8 thôi. Đấy mà xe đi thì cực kỳ đầm và chắc, thích chất luôn. Đấy. Phiên bản số tự động đời 2017 luôn. Một chiếc xe Chevrolet Orlando các bác nhá, bản LTZ màu trắng đẹp, đăng ký 7 chỗ ngồi. Nhìn cái quả la răng có đẹp không ạ? 5 chấu to bản luôn, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ. Em này được 4 quả lốp mới, xinh nhan trên gương rồi này. Đây. Và đăng kiểm của em này tháng 11/2022. Đấy, bác nào mà mua thì em đi sẽ tặng các bác một bộ đăng kiểm nhá. Em xin chào bác Phạm Mạnh Hùng, chiếc ghét thì em đi đang chào bán với mức giá là 145 triệu đồng nhá. Màu xanh đẹp luôn. Em này thì biển Hà Nội tư nhân, đúng không ạ? Biển Hà Nội luôn, xe tên tư nhân rồi. Màu xanh, đăng ký 5 chỗ ngồi với mức giá 145 triệu đồng. Bác Phạm Mạnh Hùng mà quan tâm thì cứ vào iBook nhá, hoặc là comment đi. Em đi sẽ quay chi tiết cho bác xem. Đấy, nội thất bên trong của chiếc Orlando các bác nhìn này, siêu phẩm không ạ? Ghế da hai màu, trần nỉ zin. Đấy, em này thì có trang bị cửa sổ trời rồi. Và bác chủ cũng lên được một cam hành trình và cam lùi đầy đủ nhá. Đây rồi, các bác nhìn này, từ cái phần tắp đi tắp lô này, thế về đến hệ thống gì ạ? Đầu đài của nó này, đẹp không ạ? Xuất sắc. Điều hòa auto, sưởi kính trước sau. Đấy, vô lăng ba chấu này, có trang bị hai tu khí. Đấy, đề nổ start top xịn sò, sàn trải đầy đủ. Mẫu Orlando này nhá, là trong một trong những dòng xe mà 7 chỗ nhìn form dáng đẹp các bác nhá, ăn xăng như người luôn. Em đang chào bán chiếc Orlando 2017 số tự động bản LTZ với mức giá là 435 triệu đồng nhá. 435 triệu đồng. Ok các bác ơi, đẩy view lên cho em đi 100 mắt like nhá. Ngày hôm nay hoan hỉ đúng không ạ? Mỗi một bác dành những lượt like, lượt chia sẻ lên giúp em đi để đẩy lên 100 mắt like cho nó hoan hỉ nhá. Ở sắp cuối tuần rồi, hôm nay là thứ bảy rồi. Thứ bảy máu chảy về tim rồi, nên các bác hãy vào xem like, thả tim thả like mạnh lên và hoan hỉ đẩy lên cho em đi 100 mắt like nhá. Một chiếc Innova giá rẻ cho bác nào đang có nhu cầu mua này, nhất là những dòng xe nồi đồng cối đá đến từ thương hiệu Toyota này. Một chiếc xe Innova đời 2006 nha, biển Hà Nội đẹp, sơn đen, đấy, la răng đúc, lốp mới cả dàn, đây, lốp mới cả dàn luôn, gầm bệ sáng. Em Ni đang chào bán một siêu phẩm Innova 2006 bản G, đăng ký 7 chỗ ngồi, đây coi nhìn này. Em này thì đăng kiểm đến tận tháng 4/2023 cơ, đăng kiểm đến tận tháng 4/2023, đây, ghế này. Ghế da cao cấp thông hơi xịn sò luôn, có đầu đài rồi, thảm trải táp lô đẹp luôn. Với mức giá 235 triệu đồng nhá, là các bác dinh được ngay siêu phẩm này rồi. Đây này, trần 3D. Đấy. Các bác nhìn giúp em đi là những cái gì ạ? Cần số này, những con số là còn cực kỳ là rõ nét và nó đẹp luôn. Đầu đài, vô lăng 4 chấu, ghế da không một vết xước, một vết rách luôn. Và trần thì lên trần 3D chống nóng rồi. Đấy, một mẫu xe nồi đồng cối đá cho các bác nào đang quan tâm. Đấy nhá. Đẩy view mạnh lên giúp em đi là các bác ơi, đẩy view mạnh lên nhá. Innova 2006 bản G xịn sò. Đấy các bác mà quan tâm này, đây này. 2015 bản E luôn, nhà em đi đang về rất nhiều mẫu đây các bác ạ. Đang về rất rất nhiều xe để phục vụ bà con, nên bà con hãy vào xem like, thả tin thả like, đẩy view mạnh đi nhá. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Quay một siêu phẩm 58 triệu đúng không ạ? Quay ngay một siêu phẩm 58 triệu đồng để cho các bác nào mà hay vào xem live mà lại cứ thắc mắc là không biết được rằng là có xe 58 triệu thật không? Đúng không ạ? Có xe 58 triệu thật không mà toàn thấy gì ạ? Cứ ở trên live lại nói là có xe giá từ 58 triệu đồng. Em xin chào bác Văn Khương nhá. Các bác vào xem live thả tim đẩy view mạnh cho em đi nhá. Thì đây,
Ngay trước mắt các bác đây là một siêu phẩm 58 triệu cho các bác. Đấy, vẫn 5 chỗ ngồi và vẫn gì ạ, chạy 4 bánh quay đều luôn, điều hòa rét buốt. Đấy, xe cực kỳ là phê luôn. Đây, 58 triệu đây nhá bác Văn Khương ơi. Một chiếc Matiz đời 2005 bản SE xịn sò luôn. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Em này các bác nhìn này, lốp lắp thì còn mới như này cơ mà. Đúng không ạ, lốp lắp thì còn mới đẹp luôn. Đấy, đăng kiểm tháng 1 2023 cơ, dài miên man luôn. Và em này đây, vào bên trong này. Ờ, đâu rồi, chắc bên này là bị kẹt cửa à. Đấy, đợi khóa cửa, không biết có mở không. À đây rồi. Ghế da hai màu. Đấy, ghế da hai màu, trần nỉ zin nha. Đầu đài zin nguyên bản theo xe, vô lăng hai chấu. Đây, táp ly táp lô đẹp luôn. Xe bốn bánh quay đều luôn, điều hòa rét buốt. Một mẫu xe giá rẻ dành cho bác nào mà muốn mua xe về tập lái này. Vì từ giờ đến Tết là sẽ ra rất nhiều khóa cho các bác nào mà gì ạ, vừa mới lái, đúng không ạ? Vừa mới có bằng, đấy. 58 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Matiz SE nhá. Em xin chào bác Nguyễn Tường này. Chiếc xe Innova 206 bản màu đen đẹp bản G. Em đi đang chào bán với mức giá 235 triệu đồng nhá. Em cảm ơn bác Bùi Tuyển này. Bác Bùi Tuyển ơi, hãy chia sẻ lên ủng hộ em đi nhá. Mỗi một bác đi, bác Bùi Tuyển, bác Nguyễn Toàn này, bác Nguyễn Văn Quang này, hãy chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm cho em đi một hai lần nhá. Em xin chào bác Nguyễn Đức Đại Thiết này. Kia Sorento 7 chỗ bao nhiêu? Bác Nguyễn Đức Đại Thiết ơi, Kia Sorento 7 chỗ nhà em đi đang có một siêu phẩm 2010 anh nhá. Máy dầu bản full limited luôn. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh Proma này, đây rồi. Siêu phẩm ở ngay đây rồi. Em này thì bản full kịch, bản limited thì có trang bị sửa ghế, sấy ghế trước sau này. Rồi có nhớ ghế, đúng không ạ? Nhớ ghế hai vị trí, ghế chỉnh điện. Đấy, và mỗi một hàng ghế phía sau thì đều có màn hình cảm ứng luôn. Đấy, quay cho các bác được chiếm ngưỡng một siêu phẩm Sorento nha. Sorento 2010 ghế da xịn này. Đây, như em đi đã rượu quảng bá các bác nhìn này. Màn hình của nó đây có nhá. Mỗi một hàng ghế phía sau đều có một màn hình cảm ứng to bản luôn. Em này thì lên sàn 5D rồi. Đây, cửa sổ trời toàn cảnh Proma luôn. Đấy, và mỗi một hàng ghế phía sau thì có cửa gió điều hòa này ở hai bên. Bên dưới đây cũng có sưởi ghế nhá. Và có cả diện cổng sạc 12V. Táp ly táp lô này các bác nhìn này. Đẹp xuất sắc luôn. Sorento 2010 máy dầu bản full limited. Em đi đang chào bán với mức giá 535 triệu đồng nhá. Đây, nhớ ghế đấy ạ, 10 vị trí đúng không? Có ghế chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí các bác ạ. Đấy, có hệ thống chống đổ đèo, hệ thống chống trơn trượt. Và có máy gì eco, đèn auto rồi. Đây, các bác nhìn này. Cruise control đầy đủ rồi, màn hình Z-Tech, cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. Điều hòa auto hay vùng độc lập, xe quá là chất. Sưởi ghế gì sấy ghế trước sau rồi. Em đi đang chào bán chỉ có giá 535 triệu đồng nhá. 535 triệu đồng. Em xin chào bác anh Dũng Trần, có con nào mà bốn bánh không bốn bánh quay đều hay không? Anh ơi, lại treo em đi rồi, đúng không ạ? Bác Tôn Ninh Nguyễn ơi, cho xem 5 chỗ số tự động ạ. 5 chỗ số tự động thì nhà em đi rất nhiều luôn. Bác quan trọng bác đang muốn mua dòng nào nhá. Em xin chào bác Lê Văn Quang này, Innova 7 chỗ không bác? Trời ơi, bác hỏi đúng chỗ rồi, đúng không ạ? Bác hỏi em đi đúng chỗ rồi. Em đi mới up lên một cái bài cách đây tầm mấy tiếng nhở? 3-4 tiếng á, là tất cả những cái mẫu xe Innova nhà em đi đang có tại chợ thì rơi vào tầm 6-7 chiếc. Như ngay bên cạnh em đi này, ngay đầu đây này, ngay bên cạnh và ngay trước mắt các bác đây là em đi đang có một siêu phẩm Innova 2010 bản G xịn sò, tư nhân không khoan đục, đúng không ạ? Em này thì hai chủ rồi, đấy, chia sẻ thực với các bác luôn. Hai chủ rồi và bác chủ gốc là người người Hà Nội thì phải. Đấy, là gọi là biển thành phố luôn các bác nhá, biển thành phố, sơn si mỏng tang luôn. Ghế thì là một hàng ghế da đẹp rồi, đấy. Đăng kiểm tháng 10 2023. Bác tìm cõi ơi, 150 triệu, xế 150 triệu đưa trước bao nhiêu? Đưa trước bao nhiêu thì là như thế nào anh nhỉ? Đấy, nhà em đi thì khách đến xem xe thì có thể cọc xe này, rồi khi khách lấy xe thì phải phun tiền nhá, anh nhá. Em xin chào bác 2010 phiên bản máy dầu mà anh Nguyễn Đức Đại Thiết ơi. 2010 máy dầu anh nhá. Còn của giá của anh đấy là giá máy xăng rồi anh ơi. Em xin chào bác Ngọc Hà, em cảm ơn bác nhá. Hãy gì ạ, chia sẻ lên ủng hộ em đi nào. Lê Văn Quang ơi, em đi có ship nhá. Em đi có ship tận nhà cho khách hàng luôn, đúng không ạ? Nhà em có một đội ngũ ship. Đấy, chỉ có ở nhà để chờ các bác gọi điện thoại và chốt xe thôi. Là ship đến tận nhà cho các bác. Đấy, cứ cọc tiền thì ở đâu em đi cũng ship.
mới ngay buổi trưa hôm nay thôi là em đi đã giao hai chiếc xe, một chiếc Lancetti SE đời 2009 đấy vào cho bác chủ ở Phan Thiết này, và một chiếc Captiva 2007 cho bác chủ ở Cà Mau nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm luôn, nhà em dịch vụ ship khắp nơi. Bác Bùi Tuyển ơi, cho xem Santa Fe máy xăng 5 chỗ gầm cao. Cho xem Santa Fe à? Anh ơi, Santa Fe thì là dòng xe 7 chỗ nhá. Còn nếu mà dòng xe 5 chỗ thì hiện tại gầm cao thì nhà em đi có gì ạ? Ford EcoSport này, em đi có Sport S đấy. Và đúng rồi, có Sport S nữa nhá. Và có Tucson anh ạ. Ok, anh Trương Nguyễn nào, mọi người ơi, đẩy view lên cho em đi chăm mắt, chăm rưỡi mắt like nhá. Đẩy view lên cho em đi chăm rưỡi mắt like nào. Em xin chào bác Lê Hiệu, có con Ford một cầu là tầm 4-500 không em đi? Nhà em đi mới về một chiếc xe Ford Ranger XLS 2 cầu đời 2011 anh ạ, và dự kiến là tầm 270. Còn nếu mà tầm 300-400 triệu đổ xuống thì hiện tại một cầu không còn nhá, bác Lê Văn Quang ơi. Bác Võ Bùi ơi, tầm 150 triệu có con nào? Có luôn, 150 triệu thì bác mua được rất nhiều xe nhà em đi, đúng không ạ? Mua được điển hình như một em này này. Một chiếc Mazda 6 đời 2004. Đấy, đèn bi xe lông siêu sáng luôn. Em này máy số đi cực kỳ chất các bác ạ. Máy số đi bao phê luôn, nhẹ. Đấy, nhẹ chân và côn vào rất ngọt luôn. Đăng ký 5 chỗ ngồi và là một mẫu xe sedan nhá. Em này là phiên bản số sàn, động cơ 1.8, đúng không ạ? Với mức giá là 168 triệu đồng. Đấy là các bác có thể dinh ngay một siêu phẩm Mazda 6 luôn, đời 2004 nhá. Mazda 6 2004. Bác Hoàng Anh Kiều ơi, Beijing X7 thì em đi không có nhá. Bác Nguyễn Quang, có xe nào trên 200 một chút không anh ơi? Rất nhiều luôn. Trên 200 một chút xíu thì anh mua được rất nhiều xe ở tại chợ nhà em đi nhá. Vì nhà em đi thì chuyên các dòng xe để phục vụ các bác gọi là nông dân, công nhân hoặc là những người có gì ạ, tài chính vừa phải thôi. Tầm 500 600 triệu đổ xuống là có thể mua được xe tại chợ nhà em đi rồi. Nên bác Nguyễn Quang mà đang cần tìm dòng xe nào thì cứ vào comment nhá. Bác trai bác Linh ơi, bác lại muộn mất rồi. Em đi mới bán một chiếc Fortuner 2011 số sàn máy dầu. Đấy, và hiện tại bây giờ thì đang không còn. Em xin chào bác Cao Thụ Văn nha, em chào anh. Mạc là mạng lag quá em ơi. Các bác ơi, mạng có lag không ạ? Nếu mà các bác thấy lag thì hãy chấm một chấm giúp em đi và hãy comment giúp em đi nhá. Còn hiện tại em đi like thì đang cảm thấy mạng rất là ổn luôn. Đấy, các bác cứ vào comment giúp em đi nhá. Ok, cảm ơn bác Nguyễn Công này. Em xin chào bác Cường Nguyễn, Innova 2010 đây ạ. 2010 bản E xịn sò, tư nhân không khoan, gốc thành phố. Đấy, màu bạc đẹp, đăng ký 8 chỗ ngồi. Em này thì bác chủ cũng lên rất nhiều đồ chơi rồi các bác ạ. Lên được cam hành trình nha. Đấy, những cái dòng xe Innova này rất ít các bác mà lên cam hành trình. Lên cam hành trình có đầu đài màn hình cảm ứng rồi và có cam lùi đầy đủ. Đây, tắp ly tắp lô không khoan đục các bác ơi, đẹp xuất sắc luôn. Ghế da trần nỉ zin nhá. Và còn bọc nguyên ni lông cơ. Em đi đang chào bán với mức giá là 275 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Innova 2010, 275 triệu đồng nhá. Em cảm ơn anh Tôn Nguyễn nhá. Đây ạ, ngay trước mắt bác đây là Innova 2010 này. Và bên cạnh đây thì em đi có thêm một chiếc Innova nữa, đời 2013, máy số zin. Em này thì lên form mới rồi và là lên bản E xịn sò. Các bác nhá, lên bản E, nước sơn màu bạc, đăng ký 8 chỗ ngồi. Đăng kiểm dài miên man luôn các bác ạ, đến tận tháng 12 dài miên man luôn, đến tận tháng 12 2022. Đó. Và với mức giá 365 triệu đồng là em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Innova 2013. Đấy, 5 chỗ gầm cao thì em đi có EcoSport đây các bác ơi. 2015 đăng ký lần đầu 2016 nha. 2015 đăng ký lần đầu 2016. À em này là 2016 à. Em này là 2016. 2015 số tự động, động cơ 1.4, dòng xe EcoSport thì được mệnh danh là một dòng xe gầm cao gia đình rồi, đi cực kỳ là thích đúng không ạ? Đến từ thương hiệu Ford thì là quá mê rồi. Đầm chắc, em này thì trang bị 7 túi khí trên xe nha. Trang bị 7 túi khí trên xe này, la răng đúc theo xe, 4 quả lốp mới, sơn xi mỏng, xi nhan trên gương. Đây, nội thất bên trong này. Ghế da zin các bác ạ. Đấy, ghế da zin nguyên bản theo xe nè. Lên màn hình cảm ứng rồi, táp ly táp lô đẹp, trang bị 7 túi khí cơ, 4 cột, 2 bên tài bên phụ và ngay phía chân bên bắc tài nhớ là có thêm một cái túi khí nữa. Đây, sàn 5D xịn sò luôn, táp ly táp lô đẹp này, bệ tì tay bọc da zin các bác ạ. Một chiếc EcoSport 5 chỗ gầm cao nhá. Em này là bản full, bản titanium, lốp treo đèn cột. Em đi đang chào bán chỉ có giá là 415 triệu thôi.
415 triệu đồng nhá. Em cảm ơn anh Trương Nguyễn nhá. Bác Lê Hiểu ơi, có con CRV là tầm 500 không em? Anh ơi, CRV tầm 500 anh thích màu nào ạ? Ai book giúp em đi nhá. Sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho anh nhá. Tầm 500 thì anh có thể mua được tầm là 20, 14, 15 anh nhá. Đây, vài ớt nhà em đi các anh ơi. Em cảm ơn anh Cao Văn Thụ nhá. Anh Cao Văn Thủ ơi, em không đọc được tin nhắn của anh luôn ý. Vì là em chỉ thấy được mỗi một cái tin là anh bảo là mạng lát quá thôi. Còn hiện tại là bên bây giờ em mới đọc được cái comment của anh là fan cứng của kênh mà hỏi không trả lời nè. Chứ thực sự luôn là em đi gì ạ? Rất mong các bác comment nhiều lên cơ, để em đi có thể đọc, có thể trả lời và có thể tư vấn được cho mọi người cơ. Nên là anh Cao Văn Thủ nhớ nhắn tin lại rồi em đi nào. Em xin chào bác Hậu Nguyễn Đức, có con Morning 206 nhập số tự động không? Trời ơi, bác Hậu Nguyễn Văn Đức ơi, bác hỏi đúng chỗ nhà em đi rồi. Hiện tại dòng xe nhập khẩu Morning nhà em đi thì đang có 207 nha. 207 màu trắng, 207 màu xanh và với mức giá 175 triệu đồng. Còn ngay đây thì em đi đang có thêm một siêu phẩm Kia Morning nữa này. Biển Hà Nội, nguyên biển 4 số các bác nhá, nguyên biển 4 số luôn. Màu xanh, đời 2008, đăng ký là đầu 2010. Em này lên form mới rồi. 207 thì nó vẫn hay 206 thì nó vẫn là cái diện đèn vuông. Nhưng em này 208 thì lên đèn tròn rồi, form mới đẹp hơn. 198 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Morning này nhá. Em xin chào bác Vũ Vinh Quang này. Ok, anh Vinh ơi. Em đi vẫn đang chờ anh xuống xem để chốt cho em đi một trong vài chiếc Ford EcoSport nhà em đi đây. Đợt này đang về rất nhiều nhá. Anh Thủ Văn Cao ơi, em chào anh rồi nhá. Đến bây giờ thì em đi phải chào bác đến 4-5 câu rồi, đúng không ạ? Đấy, rất nhiều bác còn đang hỏi lên nên là anh hãy thông cảm cho em đi nhá. Anh Võ Bùi ơi, chiếc ghế thì em đi đang chào bán với mức giá là 145 triệu đồng anh nhá. Số sàn đời 2008. Em xin chào anh Trần Trọng này, bán chịu không người đẹp ạ. Anh ơi em đi có, đúng không ạ, em đi có hỗ trợ, có bán chịu cho các bác. Đấy, các bác cứ đến đây xem xe nhá. Em xin chào bác Phùng Trường, quay lại con Vios màu đen anh xem. Bác Taxi Sơn, Vios đây 2016 ạ. Bác Taxi Sơn ơi, đây siêu phẩm của bác đây. Đây Vios E xịn sò 2017 biển 18A nhá. Bác chủ ở quê hương Nam Định đã để lại cho em đi một siêu phẩm này. Máy số zin luôn và xe không một lỗi nhỏ các bác nhá. Lên full đồ chơi rồi, từ những cái cụm đèn pha này hay là cụm đèn hậu đều ốp mạ chrome sáng bóng. Lên đèn bi 5 triệu rưỡi. Đấy, bác chủ nhá, cực kỳ là chất chơi luôn. Lên bộ đèn bi 5 triệu rưỡi này. Lên full đồ chơi rồi. Đầu đài màn hình cảm ứng và cam lùi đầy đủ. Em này là bản E xịn sò tư nhân không khoan. Sơn xi mỏng tang, máy số zin nha. Đây, ổ khóa sáng như gương, ốc bản lề zin. Đấy, em này các bác nhìn này, ghế da bác chủ lên một bộ ghế da mới căng bóng rồi. Trần 3D, màn hình cảm ứng to bản, cam lùi đầy đủ, thảm trải táp lô, tư nhân sử dụng không khoan nhá. Và với mức giá 368 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Vios E 2017 phiên bản số sàn nhá các bác nhá. Em xin chào bác Trịnh Hải này, số X5 tầm 450 triệu thì em đi không còn nhá anh ơi. Tầm 450 triệu thì mua được CX5 đời thấp lắm anh ạ. Cố lên nhá. Anh cố lên đời cao phong mới cho đẹp anh ơi. Đẩy view, đẩy like mạnh lên cho đi nhá. Đấy, ngoài Vios các bác ạ. Ngoài Vios thì có thể gì ạ? Zing ngay siêu phẩm ASEAN nè, đúng không? ASEAN 2018 phiên bản số sàn màu trắng đẹp luôn. Em này là bản đủ nhá, động cơ 1.4. Và đối với cái dòng xe ASEAN này thì đời 2018 thì lên form mới. Và nó là dòng xe lắp ráp tại Việt Nam. Màu trắng. Đấy, em này bác chủ còn lên bộ ghế điện cơ. Đấy, lên bộ ghế da chỉnh điện. Xịn xò không ạ? Thường thường những cái dòng ASEAN này thì không có. Nhưng mà bác chủ đã lên ghế da chỉnh điện này, 6 hướng. Xịn xò luôn. Màn hình cảm ứng cam lùi đầy đủ. Em đi đang chào bán chiếc xe ASEAN này với mức giá là bao nhiêu ạ? 390 triệu thì phải các bác ơi. Đấy, 390 triệu là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm ASEAN 2018 số sàn nhá. Anh Ma Văn Đại ơi, bán tải tầm 500 em đi có nhá. Bác Lan Anh ơi, Morning 120 triệu em đi có luôn. Anh Ma Văn Đại, chờ em đi chút xíu nhá. Em đi sẽ quay một siêu phẩm giá rẻ cho đâu rồi? Cho bác Lan Anh xem trước này, rồi em đi sẽ quay đến anh sau nhá. Morning số sàn. Nhà em đi đang có một chiếc đời 2010, 2011,
lên Lan Giang Đúc đẹp rồi, và với tầm tiền vừa tiền với bác Lan Anh luôn, 130 triệu, đúng không ạ? Bác Lan Anh chờ em đi chút xíu này. Ok anh Cao Văn Thụ nhá, em cảm ơn Trương Nguyễn này. Bác Ma Văn Đại chờ em đi chút xíu nhá, em đi ngắm lại xem chiếc Morning đang ở đâu nào, để em quay cho bác Lan Anh xem. Em siêu phẩm đấy đẹp lắm luôn mà, không biết lại đánh đâu rồi nhở. Asen này, rồi Morning đâu ta, bao nhiêu xe chả cho vào gì, trời ơi rõ là nhiều xe ở bên ngoài. Các bác ơi đẩy view đẩy like mạnh lên cho em đi nhá, đẩy view đẩy like mạnh lên nào. Để em đi tìm siêu phẩm Kia Morning để ngoài hay không biết nhở. Ok bác Lan Anh ơi, nếu mà bác thực sự quan tâm và thiện chí thì hãy để lại cho em đi số điện thoại này, sau buổi like nhá em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho bác chiếc xe Kia Morning 2011 phiên bản số sàn màu đen đẹp. Trước đó thì đã lên được La Giang Đúc rồi, máy số đi cực kỳ là chất nhá, 130 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán, đúng không ạ? Đẩy view đẩy like mạnh lên cho em đi là các bác ơi, đẩy view đẩy like mạnh lên nha. Em xin chào bác Tiến Trần này, có con Avante số sàn 2012 nào không em? Anh Tiến Trần ơi, nếu mà Avante thì hiện tại chỗ em đi bây giờ đang có xe số tự động anh ạ, không có số sàn. Có chiếc nào hay anh Cao Văn Thủ ơi, em đi có 2010 nhá, 2010 bản bản 1.5 màu đen với mức giá 195 triệu đồng. Em cảm ơn bác An Vũ Văn nhá, có Atit ạ. Bác ai anh Trường ơi, bác Trường Tình ơi, em đi không có nhá. Em đi không còn xe Atit anh ơi. Đấy, đây nhá. Xe siêu siêu rẻ và chất cho các bác đây này, bán tải số tự động hai cầu nhà em đi. Đây, một chiếc Isuzu D-Max, một dòng xe mà dành riêng cho cái ngành công an Việt Nam này. Một chiếc Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký lần đầu 2017. Em này thì có nốt sơn màu cam đẹp luôn. Nắp thùng cao, lên full đồ rồi. Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. La răng 5 chấu to bản luôn, lốp láp như mới. Trang bị xi nhan trên gương này, và có cả đèn bi cầu. Biển Hà Nội đẹp, một chủ sử dụng từ mới nha. Một chủ sử dụng từ mới. Em đi đang chào bán chiếc bán tải Isuzu D-Max với mức giá là 535 triệu đồng. 535 triệu đồng nhá các bác ơi, đẩy view lên cho em đi 200 mắt like nhá. Đấy bây giờ mới có hơn 7 giờ thôi, em đi like mới được có 60 phút. Sớm ơi được có 60 phút thôi, lần nào cũng vậy, em đi like tầm đến 8 giờ cơ. Nên là rất mong các bác vào xem like, thả tim thả like để view mạnh để cho em đi nhá. Thả tim thả like đẩy view mạnh lên nào, xe bán tải quá đẹp luôn. Cam kết và bao check hãng toàn quốc cho các bác, đúng không ạ? Cam kết và bao check hãng toàn quốc cho khách nếu mà khách có nhu cầu. 535 triệu đồng. Và ngay bên cạnh đây nữa thì em đi đang có thêm một siêu phẩm bán tải Chi Tông này. Đây, một chiếc Chi Tông đời 2016 phiên bản số tự động một cầu màu bạc đẹp luôn. Em này cũng là biển Hà Nội nha, máy số zin. Bác chủ lên full đồ rồi, cam hành trình, màn hình và cam đùi đầy đủ, ghế da xịn sò, lắp thùng cao. Và với mức giá 469 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm nhá. Anh Trường Tình ơi, em đi có K3 nhá, Mazda 3 sau bao nhiêu? Đâu ạ? Anh Tình Trường ơi, đây nhá, đây không phải là Mazda đâu ạ. Đây là một chiếc Kia K3 nhà em đi này, màu đỏ đẹp luôn, đời 2014, số tự động động cơ 2.0 nha. Em này là bản full luôn, máy số zin, lên đèn bi sơ lông siêu sáng này. Đây, sơn si mỏng tang luôn, màu đỏ đẹp, xi nhan trên gương. Một chiếc Kia K3 đời 2014, số tự động, đây các bác nhìn này. Nhìn cái phần vô lăng thì đã thấy phê rồi các bác ạ, đúng không? Có gì ạ, ba chế độ lái này, có cruise control này, rồi có gì ạ, gầy số vô lăng, có trang bị hệ thống chống trơn trượt. Đấy, đèn auto, sàn 5D xịn sò, ghế da cao cấp zin nguyên bản, trần nỉ, cửa sổ trời này. Một siêu phẩm nha. Đây, D nổ sa tốp xịn sò, màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Xe thì có trang bị điều hòa auto, hai vùng độc lập. Một siêu phẩm Kia K3 bản full kịch động cơ 2.0. Em đi đang chào bán với mức giá 448 triệu đồng nhá. 2014 đăng ký 5 chỗ ngồi, máy số zin, xe đẹp xuất sắc luôn. Đấy, La Giang Đúc các bác nhìn này. La Giang Đúc là dạng phay luôn, hàng xịn nhá. Lốp cũng còn khá là mới, riêng đối bộ lốp này các bác cũng có thể sử dụng được tầm 1 năm, đúng không ạ? Sơn si mỏng tang luôn. Đấy, K3 của các bác đây nhá. Các bác ơi, đẩy view lên cho em đi 200 mắt like nhá. Mỗi một bác dành cho em đi một lượt chia sẻ lên lên trang cá nhân và hội nhóm, đúng không ạ? Để em đi đẩy lên cho em đi 200 mắt like nào. Anh Nguyễn Văn Quý ơi, Atit hiện tại em đi không còn, anh ạ.
À, tít thì hiện tại đợt này em đi đang hết rồi, siêu phẩm Santa Fe này thì chốt rồi. Em đi chốt cho anh chị chủ ở quê hương Hải Phòng rồi. Đấy, còn ngay bên cạnh đây Innova 2015 tiếp theo này. Em xin chào bác Giáp Hoàng nhá. Xe tập lái em đi có 2005 Matiz SE 2005 số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi và với mức giá 58 triệu đồng nhá bác Giáp Hoàng ơi. Anh Hải Hương ơi, em đi có bán tải nhá. Bác đang cần bán tải tầm tiền bao nhiêu? Có xe tầm 200 bác Trần Lợi ơi, quá nhiều luôn, đúng không ạ? Tầm 200 thì nhà chợ em đi đang có quá nhiều luôn. Bác Việt Bầu Nguyễn ơi, Fortuner 7 chỗ số tự động thì em đi hết rồi nhá. Đây. Siêu phẩm Innova 2015 form mới này. 2015 form mới, số sàn đăng ký 7 chỗ ngồi, lên màn hình, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Em này form mới rồi. Và đối với dòng xe Innova, cái dòng form này các bác ạ, là chỉ có cuối 2014 này. À, cuối 2014, 2015 và đầu 2016 thôi là có cái siêu phẩm Innova form mới này. Còn khi 2016 kia nó đã lên cái form khác rồi thì đắt chênh nhau những vài chục triệu các bác ạ. Đấy, nên là và cái form này nó sản xuất ít năm ấy thì lại đang rất được nhiều các bác ưa chuộng. Nhà em đi thì đang có thêm 2 chiếc cho các bác nhá. Nhà em đi cái dòng này thì đang có 2 chiếc cho các bác luôn. 2015 số sàn đăng ký 8 chỗ ngồi. Em đi chào bán với mức giá là 388 triệu đồng. Đấy, 388 triệu đồng dành cho các bác này. Sơn si mỏng tang luôn. Và xe cực kỳ là cứng. Đây, từ cái phần tắp ly tắp lô này đến diện đầu đài nhá. Cam hành trình, màn hình và cam lùi đầy đủ rồi. Trần còn bọc nguyên ni lông, ghế da xịn. Đấy, 338 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Innova 2015 các bác nhá. Đăng ký 8 chỗ ngồi. Cerato em không còn nha bác Mạnh Duy ơi. Fortuner em đi hết rồi bác thần Trường Thân ơi. Quay 200 triệu à? Ok nhá. Quay tầm 200 triệu thì bác có thể mua được Morning nhà em đi này. Hoặc là có thể mua được i10. Và không có thể... À đây, quay Morning đúng không ạ? Ngay đây thì em đi đang có một siêu phẩm Kia Morning đời 2016. Phiên bản số sàn màu trắng đẹp lên form mới rồi. Động cơ 1.25. La răng đúc đẹp, 4 quả lốp mới nha. Em này thì có trang bị lên được bộ ghế da rồi, lên màn hình cảm ứng và cam lùi đầy đủ. Đây, màn hình cảm ứng và cam lùi đầy đủ nha. Vô lăng 2 chấu đây. Một mẫu xe Morning 2016 số sàn em đi đang chào bán với mức giá 215 triệu đồng. Đúng không ạ? 215 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Morning tại chợ. Đấy các bác đẩy view lên cho em đi 200 mắt like nào. Đẩy view lên cho em đi 200 mắt like nha. Và thêm nữa này, thêm đây thì em đi đang có một thêm một siêu phẩm Avel số sàn đời 2015. Đấy, đời cao luôn. Bác Hồng Đức thiết bị ơi, cho xem bán tải số tự động. Ok anh Hồng Đức ơi, bán tải số tự động thì em đi đang có Isuzu D-Max nha. Số tự động 2 cầu đời 2016. Và em đi có thêm một chiếc Triton nữa đời 2016 số tự động 1 cầu. Đấy, bác đang thích chiếc nào thì em đi sẽ quay cho bác xem. Avel gần 200, hơn 200 triệu một chút xíu cho các bác này. 2015 phiên bản số sàn, động cơ 1.5 nha. Em này đăng ký 5 chỗ ngồi, form dáng khá đẹp luôn, đúng không ạ? Một dòng xe mà đang có sức cạnh tranh với Vios và nó rẻ hơn Vios hẳn luôn, đúng không ạ? Giá siêu rẻ luôn. 225 triệu đồng. Đúng không ạ? 225 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Avel. Ok, bác Hồng Đức thiết bị nhá. Đây, đẩy view lên cho em đi nào. Hãy chia sẻ mạnh lên để đẩy view lên cho em đi nhá. Bác Hồng Đức thiết bị này. Chia sẻ lên giúp em đi 1-2 lần lên trang cá nhân và hội nhóm nào. Đây, Triton của bác đây. Triton đời 2016 phiên bản số tự động 1 cầu màu bạc đẹp luôn. Em này là biển Hà Nội đẹp. Đấy, la răng 6 chấu này. Lốp còn khá là mới luôn, rãnh sâu. Các bác nhá, rãnh sâu. Ốp gương rồi. Đấy, tay nắm cửa cũng vậy. Chiếc này thì đã lên lên rồi. Đây này, lên ghế da hai màu. Trần là trần lý zin và em này ốt đồ chạy chuẩn là 8.7 đây các bác này. Ốt đồ chạy chuẩn 8.7, vô lăng 3 chấu. Em này thì có trang bị đèn ổ start stop thì ở bên ngay bên tay trái nhá. Gương kính chỉnh điện rồi. Táp ly táp lô đẹp. Đây. Cam hành trình của các bác đây. Cam hành trình, màn hình cảm ứng và cam đùi đầy đủ, số tự động 1 cầu, bán tải Triton 2016. Em đi đang chào bán với mức giá là 469 triệu nhá. 469 triệu đồng nha. Bác Hồng Đức thiết bị nha. Và ngay bên cạnh đây nữa thì em đi có bán tải Isuzu D-Max cho bác đây. 2016 số tự động 2 cầu. Em này thì là đăng ký lần đầu 2017 này. Đèn bi salon siêu sáng, biển Hà Nội đẹp, một chủ sử dụng từ mới nha.
Một chủ sử dụng từ mới, máy số thì khỏi phải nghĩ rồi, zin test toàn phần luôn. Đấy, các bác có thích đi chơi hãng ở đâu thì thoải mái. Đấy, sơn si thì zin tới 96%. Vừa mới chạy hết rốt đa, 4 cổ lốp như mới. Lên màn hình, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Ốp gương, đăng kiểm tới tận tháng 1/2023. Đây, tay nắm cửa này, viền chân kính lẹp mạ chrome hết rồi. Bậc lên xuống đây, còn có gì ạ? Cả đèn nét nhá. Đây, táp ly táp lô đấy, các bác nhìn này. Xe một chủ sử dụng từ mới nên các bác biết là xe đi cực kỳ là giữ gìn. Ghế da zin nguyên bản đây. Ghế da zin nhá. Đầu đài màn hình rồi, cam hành trình. Đấy, và cam lùi đầy đủ, trần ý zin. Một siêu phẩm bán tải D-Max 2016, đăng ký lần đầu 2017. Số tự động một cầu, lắp thùng cao. Em đi đang chào bán là 535 triệu đồng nhá. 535 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán. Innova 2017-18 thì em đi không có nha. Em đi có đời 2015 thôi anh nhá. 2015 số tự động. Đây, à, số sàn bản gì ạ? Form mới rồi, xịn sò rồi. 338 triệu đồng. Bác Ngọc Nguyễn ơi, em vừa mới quay bán tải nha bác nhá. Em vừa mới quay hai chiếc bán tải chi tông và một chiếc bán tải D-Max rồi. Đấy, bác mà quan tâm thì ai book đi, em đi gửi hình ảnh và video chi tiết để bác được xem xe nó dễ hơn này. Ngay bên dưới đây thì em đi đang có thêm một chiếc xe i10 sedan hai đầu màu bạc đẹp luôn, form mới nha. Lên bộ la răng đúc đẹp rồi. Đấy, bốn cổ lốp thì như mới luôn. Em này thì bác chủ đã lên được màn hình cảm ứng và có trang bị cam lùi rồi. Đấy, một mẫu xe sedan hai đầu này. Gọi là gì ạ? Một dòng xe mà dành cho bác nào mà đã vướng vào về cái vòng dịch vụ đấy. Một dòng xe mà cho các bác nào phục vụ cho bác nào mà đang vướng vào cái gì ạ? Cái vòng dịch vụ đây là các bác nhìn này. Màn hình cảm ứng rồi, cam lùi đầy đủ. Cú số đây, sắc nét đẹp luôn. Máy số zin nhá, vô lăng ba chấu. Ghế da rồi, chiếc này bác chủ cũng lên được bộ ghế da rồi. Và trần là trần nỉ zin. Xe này, ốc bản lề zin đét luôn, ổ khóa đây nhá. Xe còn khá là cứng và đẹp đó. Một chiếc xe i10 sedan 2 đầu 2018 số sàn, động cơ 1.2. Em đi đang chào bán với mức giá là 299 triệu. 299 triệu nhá. Các bác ơi, tụt view kinh khủng quá. Trời ơi, đang 170 mắt like mà tụt của em đi xuống còn có 100 mắt này. Các bác hãy vào xem like, đẩy view lên cho em đi nhá. Đừng để tụt vậy, buồn quá trời ơi. Em xin chào bác Nhạc Sống Hoàng An này. Em chào bác Vũ Thuận nhá. Fortuner thì em đi không còn ạ. Và chiếc đẩy view mạnh lên cho em đi là các bác ơi. Thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Em xin chào bác Lê Hùng Diện, Lê Hùng Đến ạ. Ok, em đi có số điện thoại của anh rồi thì em đi sẽ gì ạ? Nhờ IT nhá, gọi điện hoàn thoại và liên hệ với anh xem anh đang cần tư vấn gì nhá. Ok không ạ? Thả tim thả like đẩy view lên à. Quay tiếp một dòng xe máy dầu giá rẻ cho bác nào này. Bác nào thích máy dầu giá rẻ này và form dáng đẹp thì em đi đang có một siêu phẩm Captiva này. Đời 2009 nha, số tự động. Đấy, em này thì lên đèn bi xe lông rồi. Lên đèn bi xe lông siêu sáng, biển 17A, biển Hải Phòng, à biển Thái Bình đúng không các bác? Đây, la răng 6 chấu này. Và em này là la răng dạng phay luôn nhá, xịn sò luôn. Đấy, bố thắng thì sơn đỏ này. Sơn xi mỏng, sinh nhan trên gương, đăng kiểm tháng 4 2023 luôn. Một chiếc xe Captiva máy dầu 2009 số tự động nhà em đi các bác ơi. Sàn 5D đây, đúng không ạ? Sàn 5D xịn sò. Lên đầu đài màn hình, trang bị cam lùi đầy đủ, ghế da, trần nỉ zin. Vẫn những cái dòng xe này thì có trang bị đây các bác nhìn này. Điều hòa auto nha, có hệ thống chống trơn trượt, hệ thống chống đổ đèo và có gì ạ? Ghế chỉnh điện ở bên tài. Với mức giá 315 triệu đồng các bác nhá. 315 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Captiva 2009 máy dầu, xe cực kỳ là cứng và đẹp. Đấy, bác nào mà đã từng đi hay tiếp xúc với dòng Captiva rồi thì đi thấy là cực kỳ là phê, đúng không ạ? Đi là bao chất luôn. Em xin chào bác Nguyễn Văn Tuyền nhá. Đây tầm 300 đây nhá. Tầm 300 của bác đây. Anh Nguyễn Phong ơi, 350 triệu đời bao nhiêu bản E? 350 triệu thì bác có thể mua được một chiếc xe Innova 2012 nhà em đi. Đấy, như em này thì máy số zin luôn, xe khá là cứng và đẹp này. Nước sơn màu bạc đẹp luôn, bản E xịn sò tư nhân không khoan nhá. Biển Hà Nội đẹp, đây. Một chiếc xe Innova đời 2012 biển Hà Nội, lên cũng lên form mới rồi, bản E xịn sò, đăng ký 8 chỗ ngồi. Và với mức giá 350 triệu đây nhá. 350 triệu của bác đây. Đây, 350 triệu của bác đây, sơn xi mỏng luôn. Sơn xi mỏng tang luôn, máy số zin. Lên màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ rồi. Tắp ly tắp lô đẹp luôn này. Ghế da
đúng không ạ? Ghế da màu ghi sáng, trần còn bọc nguyên ni lông xịn sò đấy nhá. Bác Huy Hoàng Hữu ơi, em đi có Matiz ạ. Bác Nguyễn Phong nhá. Đó, xe Innova 2012 là bác có thể mua dinh được ngay rồi, 350 triệu. Con Matiz là em đi có Matiz 205 nhá, số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây, đi vào đây để quay Matiz cho các bác này. Các bác ơi, vào xem live thả tim đẩy view mạnh lên cho em đi nhá. Đẩy view mạnh lên cho em đi là Matiz cho bác đây. Wow. Một chiếc Matiz SE đời 2005 phiên bản số sàn, trời ơi siêu siêu rẻ các bác ạ. Không bao giờ nghĩ rằng một mẫu xe mà chỉ có vài chục triệu không, đúng không? Thì ngay cạnh đây em đi này, ngay bên trước mặt các bác đây có một siêu phẩm Matiz SE 2005 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi cơ, đăng kiểm đến tận tháng 1 2023, và với mức giá 58 triệu đồng cho các bác này. 58 triệu đồng là các bác đã dinh ngay được siêu phẩm này nhá. Chốt 300 bác Tí Lê ơi. Chốt 300 thì bác mà mua được thì để lại cho em đi nhá. Em đi biếu thêm bác 10 triệu. Ok không ạ? Em đi biếu thêm bác 10 triệu luôn. Cho anh xem xe khác. Ok, ok la. Vì nhà em đi nhiều lắm, đúng không ạ? Ok la luôn. Quay tầm 300 triệu cho các bác này. Đây. Một siêu phẩm tầm 300 cho các bác nào mà muốn mua những cái dòng xe sedan phân khúc hạng C này. Em này thật đời 2013, máy số zin nhá. Xe không một lỗi nhỏ luôn. La răng 5 chấu dạng phay luôn, 4 quả lốp mới, có gì ạ, trang bị màn hình rồi và có trang bị cam lùi thì phải. Đấy. Em này thì bác chủ cũng lên một bộ màn hình cảm ứng rồi. Đây. Màn hình cảm ứng rồi. Đây, ốp đồ chạy chuẩn 9 vạn mốt nhá. Chân nỉ zin, ghế da hai màu xịn sò. Một chiếc Chevrolet Cruze, một mẫu xe sedan phân khúc hạng C, bao đẹp luôn. Dòng này đi thì cứ chục năm nữa các bạn không bao giờ sợ nó mốt, thực sự luôn. Quá đẹp luôn và xe cực kỳ là giữ giá nhá. Máy số zin, một chủ sử dụng từ mới. Chevrolet Cruze 2013, số sàn, động cơ 1.6. Em đi đang chào bán với mức giá là 275 triệu đồng. Đấy, bác Nguyễn Văn Tuyển nhá, bác có thể tham khảo sang dòng này này. Ba chục à, bác đối anh ơi. Kể ra ấy, con này mà cân lên thì 30 cũng thừa sức ấy, đúng không bác? Kể ra mà cân lên thì 30 là thoải mái luôn ấy. Đấy, nên là bác đối anh nhá. Cần mua xe ai book em đi. Còn ngay đây này các bác ơi, ngay đây em đi có thêm một siêu phẩm này. Dòng xe chấm thấp lẻ giá rẻ cho bác nào này, còn là bản nhập khẩu nữa. Bác Nguyễn Trung Kiêm ơi, bán tải chiếc nào nhỉ anh ơi? Anh Nguyễn Trung Kiêm đang muốn xem lại bán tải chiếc nào thì cứ comment lên nhá, em đi sẽ quay lại chi tiết cho anh xem. Đấy nhá. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hyundai Ion đời 2012 phiên bản số sàn nhá. Em này biển 34 này các bác nhìn này, 4 quả lốp mới, đăng ký 5 chỗ ngồi, xe form mới này, nhập khẩu giá siêu rẻ luôn. Đấy, bác nào mà thích xe xe rẻ và đẹp thì có thể gì ạ? Có thể ngắm sang em này nhà em đi này. Đây. Hơn 100 triệu thôi, 138 triệu đồng là các bác có thể dinh ngay được một siêu phẩm Ion rồi, Hyundai Ion. Nhập khẩu nguyên chiếc, số sàn đời. Em này động cơ 0.8 các bạn. Ăn xăng như người thôi. Mà giá này, giá spark luôn. Lên ghế da, trần nỉ, vô lăng 3 chấu, túi khí nha. Em này còn trang bị túi khí đầy đủ rồi. Đầu đài zin nguyên bản theo xe, tắp ly tắp lô đẹp. Đấy, xe khá là cứng nhá. 138 triệu thôi là các bác có thể zin ngay được siêu phẩm Ion này rồi. Bác Nguyễn Tân Kiên ơi, có Forte không ạ? Forte thì em đi không còn. Nhìn hơn cũng được tầm 50. Anh đối anh ơi, thì chiếc vừa rồi em quay cho anh đấy là một chiếc Matiz SE đời 2005 nhá. Và với mức giá là 58 triệu đồng, đúng không ạ? i10 số tự động ạ, ok bác luôn. Ngay cạnh đây thì em đi có thêm một siêu phẩm i10 đây rồi. Đấy. Bác Tử Anh nhá, i10 số tự động thì nhà em đi đang có hai chiếc. Đây, chiếc này là đời 2016 này, phiên bản số tự động. Và dòng này thì vẫn là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, đúng không ạ? Bản đủ luôn, có trang bị xinh nhan trên gương, la răng đúc, lốp mới cả dàn luôn. Và đăng kiểm thì em này hết đăng kiểm à, sẽ tặng các bác một bộ đăng kiểm luôn này. Tử Anh nhá, 2016 số tự động. Màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. DNO start top xịn sò, đây. Vô lăng 3 chấu nhá, em này thì với mức giá 318 triệu đồng. 318 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán là một siêu phẩm i10 sedan, i10 bản hatchback này. Đây, 2016. Và em đi có thêm một chiếc nữa là đời 2018 nha, và với mức giá là 375 triệu đồng. Đúng không ạ? Các bác ơi, và comment mạnh lên và đẩy view lên cho em đi nào. Trời ơi, sao giờ lại còn tụt xuống có 80 mắt thế này, trời không để ý luôn. RAV4 cho bác nào đang yêu một mẫu xe của Toyota các bác ơi.
siêu phẩm luôn này. 200 gì ạ? Em này là 2008 nhá. Số tự động nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 2.3. Đăng kiểm 12/2022. Bốn của lốp mới, la răng đúc đẹp luôn, lên đèn bi, màn hình cảm ứng, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Đây các bác nhìn này. Bác nào thích cái dòng giáp pho này không ạ? Bác Nguyễn Văn Tuyển ơi, em đi ở Hải Dương nhá. Đúng ạ, bác đối anh ơi, mấy chục triệu thì còn trả góp gì anh ơi. RAV4 2008, em đi đang chào bán với mức giá 399 triệu đồng. Đấy, bác nào mà thích những dòng xe 7 chỗ này và nhìn nó chất lừ như này thì có thể lên đến nhà em đi nhá, xem xe và trải nghiệm này. Chân nỉ, đúng không ạ, chân nỉ zin, ghế là ghế nỉ zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 3 chấu, túi khí đầy đủ rồi. Màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ nha. Em này các bác nhìn này, đẹp xuất sắc luôn, đẹp từ tắp ly tắp lô. Ghế mà bác chủ bác giữ được một bộ ghế nỉ zin này, nó phải nói là quá phê luôn. Tem mác đầy đủ, khóa, đúng không ạ, ổ khóa sáng, ốc bật lề zin. Đấy, tắp ly tắp lô đẹp. Bệ tì tay là gì, ốp nỉ vẫn còn xịn sò nhá. RAV4 2008 nhá, 399 triệu đồng cho các bác, đúng không ạ. Đẩy lên cho em đi trăm mắt like là buồn quá. Các bác ơi, đẩy lên cho em đi trăm mắt like nào. Có i10 màu đen không em? Trời ơi, bác lại hỏi đúng chỗ rồi. Em đi đang có một chiếc i10 màu đen đây các bác ơi. i10 màu đen sedan 2 đầu bản đủ 2016 nha. Bản nhập khẩu nguyên chiếc, số sàn động cơ 1.2 đây của bác đây. Số sàn đây, đúng không ạ. Lên màn hình đèn start top xịn sò rồi. Ghế da hai màu, trần nỉ bọc nguyên ni lông, đúng không ạ. Một chiếc i10 sedan 2 đầu đời 2016 bản đủ. Em đi đang chào bán với mức giá là 295 triệu đồng nhá. Bác Kiêm rau muống nhá, 295 triệu đồng. Bác Vũ Năng ơi, có con Morning nào màu trắng biển Hà Nội không em? Trời ơi, anh lại hỏi đúng chỗ rồi. Ngay cạnh đây em đi đang có này. Em đi đang có một chiếc Morning đời 2007, số tự động nhập khẩu đời 2007 nhá. Màu trắng đẹp và với mức giá là 175 triệu. Còn không thì em đi đang có thêm một siêu phẩm nữa đây, 2008, đăng ký lần đầu 2011, số tự động, động cơ 1.0. Em này thì lên form mới rồi, lên đèn vuông rồi, biển Hà Nội luôn anh nhá, anh bác Vũ Năng ơi. Và với mức giá 198 triệu nhá. Đấy, bác Vũ Năng mà đang quan tâm thì ai book em đi đi. Ai book em đi, sau buổi live em đi sẽ liên hệ cho bác để gửi hình ảnh và video để cho bác xem xe. Bác Vũ Năng nhá. Đấy, còn đi xuống đây để quay Cerato hay Forte cho bác nào này. Cerato cho bác nào đang thích những cái dòng xe hatchback. Đấy, trang bị cửa sổ chơi đầy đủ luôn. Em này thì là dòng xe nhập khẩu các bác nhá. Một chiếc Kia Cerato đời 2011 phiên bản số tự động. Đây, các bác nhìn bộ la răng này có đẹp không ạ? La răng 5 chấu to bản luôn. Phanh ABS chống bốc cứng đầy đủ. Và em này thì có, đây các bác nhìn này, bố thắng sơn đỏ nhá. Bốn cửa lốp này các bác nhìn này, rãnh sâu luôn, ta lồng dài. Sơn xi mỏng, xinh nhan trên gương. Tay nắm cửa viền chân kính, ốp mạ chrome sáng bóng hết rồi. Ghế này các bác nhìn này, ghế da, trần còn gì ạ? Bọc nguyên này. Đây, ghế của, à trần cũng đã lên trần 3D rồi các bác ạ. Trần và ghế là gì ạ? Nguyên bản nhá. Đấy, bác chủ bác ấy lên đẹp luôn. Deno Sata top xịn sò rồi. Điều hòa auto, màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Độ phun đồ chơi rồi, các bác về chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Có cả gì ạ? Ga tay tự động, trang bị hệ thống chống trơn trượt, táp ly táp lô đẹp. Một mẫu xe 100% không gì ạ? Taxi dịch vụ. Đấy, ốt đồ chạy chuẩn 13 vạn. Với mức giá 335 triệu đồng nhá. Những cái dòng xe Cerato thì phiên bản hatchback thì mới có trang bị cửa sổ trời các bác nhá. Còn phiên bản sedan thì không có trang bị các bác nhá. Thả tim thả like đẩy view mạnh lên cho em đi nào các bác ơi. Thả tim thả like đẩy view mạnh lên nào. Bác Kiêm rau muống ơi, ok bác nhá. Đây, hôm nay thì em đi về thêm một mẫu xe Fiesta các bác ạ. Một mẫu xe Ford Fiesta đời 2013, máy số zin đét luôn. Các bác nhìn bộ la răng đúc này có mê không ạ? Đây, la răng 5 chấu kép. Đấy, phanh ABS chống bọc cứng thì còn vàng óng và đẹp luôn. Lốp thì mới, đúng không ạ, rãnh sâu. Sơn xi mỏng, xinh nhan trên gương. Có cả là nẹp chân chân kính rồi. Rồi có trang bị vè chắn mưa. Lên bộ sàn 5D xịn sò, màu đỏ đẹp luôn. Ghế da cao cấp thông hơi xịn sò, chân nỉ zin. Các bác ơi nhìn này, này có phê không ạ? Màn hình cảm ứng to bản luôn, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Thảm trải táp lô, một mẫu xe form dáng hatchback đẹp các bác và các chị em phụ nữ mà đi em này thì bao phê luôn, đúng không ạ? Chị em nào mà mua em này thì bao phê luôn, được cái màu lại còn được cái form dáng và giá chỉ có 318 triệu thôi.
318 triệu thôi các bác ạ. Hơn 300 triệu một chút xíu mà các bác mua được đời cao, form dáng đẹp. Đấy, và đi xe là cực kỳ đầm và chắc nhá. Fiesta 2013. Đấy, 318 triệu đồng. Là các bác đẩy view mạnh lên cho em đi là các bác ơi. Đẩy view mạnh lên nào, tầm hơn 200 triệu thì các bác có thể lựa chọn thêm một dòng sản phẩm cho em đi này. Một chiếc Cruise nha, đời 2012. Em này là đời 2012. Số sàn sedan, la răng đúc đẹp. Đấy, đăng kiểm dài tháng 1 2023. Chiếc Cruise này 2012, đăng ký lần đầu 2013, số sàn nhá. Với mức giá là 265 triệu đồng. Đây. Ghế da hai màu, đúng không ạ? Ghế da hai màu chân ní. Rồi. Chiếc này bác chủ lên một cái cam hành trình này, các bác nhìn này, to bản luôn. Thảm trải đầy đủ, xe cực kỳ là sạch và thơm nhá. Bác chủ đi khá là giữ gìn đấy. Và cam kết các bác luôn là xe không đâm xô, không tai nạn nhá, không ngập nước. 265 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Cruise số sàn 2012, đăng ký lần đầu 2013. Các bác ơi, vào xem like, thả tim, thả like, đẩy view mạnh cho em đi nào. Đúng không ạ? Thả tim, thả like, đẩy view mạnh lên nhá. Và các bác hãy nhớ là follow kênh của em đi nhá. Follow kênh của em đi để mỗi khi em đi lên live stream là các bác sẽ là những người nhận được thông báo. Đúng không ạ? Nhận được thông báo. Đấy. Bác nào mà có thích mua dòng van không nhở? Đấy, một dòng xe mà dành cho những gia đình, những cá thể mà kinh doanh nhỏ lẻ này. Thì ngay bên cạnh đây em đi đang có hai siêu phẩm luôn. Giá rẻ các bác ạ. Đấy. Một chiếc xe thì chỉ có giá chưa đến 100 triệu và một chiếc xe thì hơn 200 triệu. Đấy. Hơn 200 triệu và vài chục triệu. Em này là 98 triệu thì phải này. Một chiếc Spark van nhá, đời 2011. Đấy. 2011, đăng ký 2012. Màu cốm đẹp luôn này. Ghế da xịn, trần nỉ, đúng không ạ? Có đầu đài zin này, đầu đài zin nguyên bản, táp ly táp lô đẹp, xe khá là cứng nhá. Đây, xe vài chục triệu cho các bác muốn mua về để vừa chạy gia đình và muốn chở hàng này. 2011, đăng ký 2012, số sàn, đây. Và xe thì cái khu này là khu van để các bác chứa đồ này, rồi đăng ký có hai chỗ rồi. Với mức giá là bao nhiêu ạ? 98 triệu đồng. Là các bác đã dinh được ngay một siêu phẩm Spark van này nhá. Có chiếc là Vios là không em? Anh Tùng Nguyễn ơi, Vios em đi có nhá. Bác Nguyễn Khanh ơi, có chiếc là khoảng 5-7 cú không? 5-7 cú thì xem xe hai bánh bác nhá. Chiến lỡ có City màu trắng à? City màu trắng thì em đi không có. Nhưng vì City mà bác muốn mua một cái dòng xe để gì ạ? Đây, Vios thì ngay đây này. Bác Tùng Nguyễn ơi, ngay đít, đây, ngay gì ạ? Đã xem được mông của em nó đây rồi. Đấy, quay ngay cái bộ phận mông của em xe Vios này cho bác xem rồi. Nhìn nó đã phê phê rồi. Sơn xi nó mỏng tang, nó bóng lừ luôn. Một chiếc Vios E đời 2017 nha. Số sàn xe thì máy số zin đét luôn. Xe cực kỳ là cứng. Em đi đang chào bán với mức giá là 368 triệu đồng nhá, bác Tùng Nguyễn nhá. Đấy, quay đúng cái phần mông của em nó luôn là thấy phê rồi. Căng luôn, đúng không ạ? Sơn xi mỏng tang, bóng lừ. Một chiếc Vios E 2017, số sàn. Em này thì bác chủ lên full đồ rồi. Màn hình cảm ứng, cam lùi đầy đủ, lên bộ đèn bi xe lông siêu sáng, ghế da zin. Đấy, trần là trần 3D chống nóng nhá. Đấy, các bác mà đang quan tâm tới Vios thì hiện tại nhà em đi đang có 3 chiếc, 2010, 2015 và 2017. Còn bác nào mà muốn mua những dòng xe độ chất chất này, đấy thì em đi đã có thêm một siêu phẩm này. Một chiếc xe Cruise form mới 2016, độ body kit bảo đẹp luôn. Đây nha. Các bác nhìn em này có thấy mê không ạ? Em này là đời 2016, lên form mới rồi và xe thì bao chất luôn. Lên đèn bi xe lông này. Body kit độ bô on up. Đấy, biển 36A, xe có lớp sơn màu trắng đẹp. Xinh nhan trên gương, đăng kiểm tháng 11/2023. Đấy, còn hơn một năm nữa cơ. Tay nắm cửa, viền chân kính ốp mạc chrome nhá. Đây. Phần đuôi đây các bác nhìn này. Có trang bị cảm biến này, cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Đấy, bô kép và có cả rìa cánh gió phía sau. 338 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm xe Cruise 2016. Bác Đỗ Hiền ơi, 7 chỗ thì nhà em đi có rất nhiều nhá. Em đi có Innova, em đi có Captiva, em đi có Kia Carens. Đấy, và có Sorento. Anh đang quan tâm dòng nào thì cứ vào comment nhá. Em xin chào bác Trần Trần này, tài chính 200 quay đầu có con nào 24, 15 gia đình sử dụng không? 14, 15 tầm 200 quay đầu. Thực sự luôn với cái tầm tiền đấy mà đời cao ấy thì chỉ có
Morning hoặc i10 thôi anh. Và đối với Morning, i10 hay là Sunny chẳng hạn thì tất cả những cái dòng xe đấy thì đều có qua dịch vụ rồi anh nhá. Bác Trần Trần ạ. Đấy, nếu mà bác cố lên được những trên 200 thì sẽ có những dòng khác cho bác lựa chọn. Em này thì trần 3D rồi. Đấy, ghế da, màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. Một chiếc crui độ form lên, sàn 5D xịn sò, khá là chất. 338 triệu đồng nhé, là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm crui. Đấy, bác Đỗ Hiền ơi, Innova thì ngay đây rồi. Ngay đây em đi có một chiếc Innova đời 2010, bản G xịn nhá, trang bị cảm biến này. Rồi có đầu đài màn hình, cam hành trình đầy đủ. Biển 98A, một chiếc xe Innova bản G, đăng ký 8 chỗ ngồi, ghế da xịn, trần còn bọc nguyên ni lông. Đây, đầu đài màn hình của bác đây. Màn hình cảm ứng, cam lùi, vô lăng 4 chấu, các bác nhìn này. Đẹp luôn, xe không khoan đục, tư nhân nhá. Và gốc là gốc Hà Nội xịn, đúng không ạ, gốc Hà Nội xịn luôn, cứng cáp luôn. Ốc bản lề zin này, khóa còn khá là mới. Và xe này các bác nhìn này. Đấy, cửa đóng mở cực kỳ là chắc, đúng không ạ. 275 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Innova nhá. Ok không ạ, còn ngay bên cạnh đây nữa thì em đi có Innova 2013, máy số zin và lên bản form mới rồi, bản E, với mức giá là bao nhiêu ạ, 275 triệu đồng. Bác Đỗ Luân ơi, Vios 2010 thì em đi đang chào bán với mức giá là 195 triệu đồng nhá. Đây, spark giá rẻ này. 2011 số sàn, đèn bi, các bác nhìn này, cụm đèn pha này nó sáng như gương luôn. Biển 19A, sơn si đẹp. Em này thì khá là cứng nhá. 2011 số sàn, động cơ 0.8, đăng kiểm dài đến tận tháng 7 2023 cơ. Đây, các bác nhìn này, tắc đi tắp lô của nó cực kỳ đẹp luôn. Xe khá là cứng nhá. Màn hình đầu đài rồi, chân nỉ, ghế da hai màu, với mức giá 110 triệu đồng. Em đi sẽ gì ạ? Trao cho các bác một siêu phẩm này luôn. Đấy, các bác vào xem like, thả tim thả like để view mạnh lên nào. Thả tim thả like để view mạnh lên cho em đi nào. Nhà em đi mới về siêu phẩm này sao nhỉ? Crui LT. À, em này thì ngày hôm nay chốt rồi. Hình như ngày hôm nay thì đã chốt cho một anh chủ ở quê hương Bắc Giang hay là đâu rồi. Đấy, chưa kịp dọn xong cơ, bác chủ đã đến hốt rồi. Quay Rio số sàn cho bác nào muốn mua về chạy dịch vụ mà thay thế Vios này, hoặc là Sunny, hoặc Attrager này, mà muốn một dòng xe nhập khẩu đầm chắc và cũng khá là tiết kiệm, thì em đi đang có một siêu phẩm số sàn, Rio số sàn nhá. 2015 các bác ạ, 2015 số sàn, động cơ 1.4, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc này. Đèn bi có trang bị gì ạ? Lẹp chân kính rồi. Đấy, những cái đường lẹp chân kính hay là tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi. Ghế da múi luôn. Ghế múi nha, xịn sò, trần còn bọc nguyên ni lông. Màn hình cảm ứng. Đấy, cam lùi đầy đủ. Em này là trang bị vô lăng 3 chấu này. Đèn auto, xe khá là cứng này. Tất cả những cái viền này các bạn nhìn này, ốp mạ chrome rồi, cánh viền gì ạ? Ở cửa gió điều hòa, xịn sò luôn. Táp ly táp lô đẹp luôn này các bạn nhìn này. Chất lư. Đấy, keo chỉ zin đét nhá. Rio số sàn 2015, em đi đang chào bán với mức giá là 310 triệu đồng các bác nhá. 310 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán là một siêu phẩm Rio. Đấy, các bác vào comment mạnh đấy nhá các bác ơi. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Đẩy lên 100 mắt like nữa để quay lốt chiếc xe Accent để cho các bác có thể tham khảo thêm này. Bác nào mà muốn chạy dịch vụ nhưng mà không muốn mua Vios thì có thể lựa chọn thêm được một dòng xe nữa là Accent. Em này là đời 2018, phiên bản số sàn nhá, bản đủ số sàn, máy số zin, đèn bi xe lông, màn hình cảm ứng to bản, đăng kiểm dài là răng đúc, 4 con lốp mới. Và chiếc này bác chủ còn độ lên cả gì ạ? Ghế điện cơ. Đấy. Bác chủ lên một bộ ghế da mới và lại còn độ lên ghế chỉnh điện này. Đấy, 6 hướng nhá. Bậc lên xuống ốp mạ chrome, màn hình cảm ứng táp đi táp lô đẹp, trần nỉ zin. Và với mức giá bao nhiêu ạ? 390 triệu các bác ạ. 390 triệu là các bác có thể xin ngay được một chiếc Accent này rồi. Xem BT50 bác Nguyễn Trung Khiêm ơi, BT50 thì em đi hiện tại đang hết rồi anh nhá. BT50 hiện tại chợ em đi bây giờ không còn. Đấy, em đi chỉ còn có Colorado số sàn tự động đấy, và Triton số tự động, và Isuzu D-Max nhá anh nhá. Các bác mà có tầm 150 triệu thì cũng có thể tham khảo thêm được một mẫu xe nhà em đi này. Một chiếc Mazda 6 nha, đời 2004, phiên bản số sàn. Em này khá là ổn áp này. La răng 5 chấu, có trang bị cả phanh ABS chống có cứng luôn, đúng không ạ? Lốp láp còn mới, gầm bệ sáng. Máy số đi cực kỳ chất. Em này vào số cực kỳ ngọt các bác ạ. Em đi đã tiện test thử rồi.
Ghế da nhá, ghế da zin, chân nỉ, vô lăng ba chấu này, đầu đài zin nguyên bản, tắp đi tắp lô đẹp. Em này côn số đi bao phê. Thực sự luôn, em đi đã đi và đã chạy thử rồi, côn số của nó cực kỳ là ngọt các bác ạ. Đấy. Một chiếc xe Mazda 6 2004 số sàn, em đi đang chào bán lên mức giá là 168 triệu rồi. 168 triệu đồng là cái giá các bác có thể gì ạ? Dinh ngay được một siêu phẩm số sàn này về nhá. Đấy, dòng xe Mazda thì là những dòng xe quá nổi tiếng rồi, nó thiên về những cái dòng xe thể thao và có độ chất chất. Đấy. Thả tim thả like để view lên các bác ơi. Đi ra đây nhá. Đi ra đây quay thêm một số siêu phẩm nữa này. Ngay bên cạnh đây nữa thì em đi đang có thêm một siêu phẩm Morning cho bác nào này. Tầm 200 triệu đây. Một chiếc Kia Morning màu xanh cổ, màu xanh dạ, xanh nước biển đúng không? Đẹp luôn. Đấy, xanh ra trời thì chính xác hơn này. Biển Hà Nội, nguyên biển 4 số nha. Có cả diện độ cản này. Lên màn hình, lên cam lùi. Màu xanh nước biển đẹp luôn. Sơn xi mỏng tang, máy số chất. La răng đúc, 4 quả lốp thì còn như mới luôn. Và với mức giá 189 triệu đồng là các bác có thể dinh ngay được siêu phẩm này rồi. 2008 đăng ký 2010. Đấy, 198 triệu đồng. Sai khóa cửa. 198 triệu. Ghế da nhá, lên ghế da rồi. Màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ, độ full đồ rồi. Độ full đồ chơi rồi, lại còn biển Hà Nội đẹp nguyên biển 4 số nữa cơ. Đấy, nguyên biển 4 số 3608 các bác nhá. 3608. Bác Hoàng Hà ơi, xin giá chi tông ạ. Đây, chi tông của bác đây. 2016 phiên bản số tự động nha, một cầu. Em này thì ốp đồ chạy chuẩn có hơn 8 vạn thôi. Lên full đồ rồi. Màn hình cảm ứng, cam hành trình và cam lùi đầy đủ đây. Một chiếc chi tông 2016 số sàn này em đi đây các bác nhìn này. Em này thì là máy số zin nhá. Đấy, biển Hà Nội đẹp luôn. Cam kết và chiếc hãng toàn quốc cho các bác. La răng đúc đẹp luôn. Đấy, và lốp các bác nhìn này. Lốp nó rãnh nó sâu, đúng không ạ? Ngập ngón tay của em đi luôn, gầm bệ sáng. Có ốp gương rồi, tay nắm cửa cũng ốp rồi. Ghế da hai màu xịn sò, vô lăng ba chấu túi khí đây. Đúng không ạ? Em này đây các bác nhìn này. Ốp đồ chạy tờ chuẩn là 8 vạn 7 nhá. Màn hình cảm ứng to bản, cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. Trần nỉ zin. Và chiếc chi tông này thì thực sự luôn là em đi cũng đã cho nó đi Yên Bái rồi các bạn ạ. Cho nó đi Yên Bái với em đi một lần đi trải nghiệm rồi. Đi cực kỳ là phê, những cái con đèo mà không thể tưởng tượng được mà em nó cũng chinh phục được nhá. Đền ổ startup đây rồi. 469 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm chi tông. Đúng không ạ? 2016 số tự động một cầu. Bác Bình Phạm nhá. Gửi chi tiết khác chiếc Kia Rio ở bác Bình Phan ơi. Chi tiết chiếc Kia Rio số sàn này anh. Nếu mà số tự động thì em đi vẫn còn có hai chiếc nữa nhá. Màu trắng 2015. Đấy. Nhập khẩu nguyên chiếc và với mức giá là 395 triệu đồng anh nhá. Anh thích số sàn ấy tự động ạ. Chiếc bầu bạc đó thì em đi bác ưng thì cứ để lại số điện thoại đi. Sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho bác, đúng không ạ? Em xin chào bác Nguyễn Đức Thắng này, bác Vinh Hoàng này, bác Bách Trần Xuân Bách này. Hãy thả tim thả like để view mạnh lên. Đẩy view, đẩy like mạnh lên cho em đi nhá. Quay chiếc ASEAN cho các bác này. Bác nào thích ASEAN số sàn này, bản nhập không thì nhà em đi đang có một siêu phẩm này. Máy zin luôn nha, biển Hà Nội luôn. Một chiếc ASEAN số sàn 2016. Em này thì là vẫn là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc các bác ạ. ASEAN thì từ đời 2017 trở lên nhá thì mới là dòng xe lắp ráp tại Việt Nam. Nhưng em này là dòng xe nhập khẩu. Đèn bi xe lông là bác chủ bác em phải độ lên rồi. Đấy, hai bộ này. Đúng không ạ? Hai cái đèn xe cực kỳ là sáng và đều màu nhau luôn. Có trang bị đèn gầm đầy đủ. Em này thì dòng xe nhập thì nó có sự khác biệt hẳn luôn. Nó trông nó cứng cáp và nhìn nó chất hơn nhá. Đấy, xi nhan trên gương này. Em này thì đang kiểm tháng 10/2023 các bác ạ. Trời ơi, còn những một năm nữa cơ. Sơn xi mỏng máy zin. Đây. ASEAN 2016 số sàn của các bác đây. Ghế da cao cấp thông hơi, trần 3D. Màn hình cảm ứng nha, xịn sò, cam hành trình, cam lùi đầy đủ, vô lăng ba chấu này. Xe nói chung dòng ASEAN để đi là các bác sẽ cực kỳ là thích vì nó đằm chắc. Đấy, đây như chiếc này thì bác chủ cũng lên bộ sàn 5D này. Lên bộ sàn 5D và xe thì bác chủ giữ gìn luôn. Cái ổ khóa nó còn sáng như này cơ mà. Các bác nhá. Sơn xi nó mỏng tang luôn. Số sàn 2016 em đi đang chào bán với mức giá là 365 triệu đồng nhá. 365 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm ASEAN rồi. Đấy, bác nào mà quan tâm mẫu nào cứ vào comment nhá. Comment mạnh lên. Em xin chào bác Trần Danh Thắng à. Nhà mình có xe Lancer T không nhỉ, màu trắng số tự động.
Lancetti thì nhà em đi có, nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ còn màu đen nha anh ơi. Bắc Bình Phan ơi, số sàn là ok anh nhá. Để lại số điện thoại đi, sau buổi live em đi sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết cho bác. Em xin chào bác Trần Xuân Bách này, Vios bao nhiêu tiền vậy? Vios số sàn 2017 bản E. Xe là bác chủ là quê hương ở 18 Nam Định. Đấy, lên full đồ rồi. Em đi đang chào bán là 368 triệu đồng nhá bác Trần Xuân Bách ơi. 368 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Vios E 2017. Em xin chào bác Hoàng Điều nhá. Em xin chào bác Lợi Phạm nào. Các bác ơi vào xem like, thả tin thả like để view lên nhá. Đẩy view mạnh lên. Còn bác nào mà tài chính thấp hơn thì ngay dưới đây em đi có thêm này. Ngay dưới đây em đi đang có thêm một siêu phẩm Vios E đời 2015 màu bạc biển 22A nhá. Bác chủ cũng lên full đồ rồi. Cam hành trình, màn hình và cam lùi đầy đủ. Đấy, cam hành trình, màn hình và cam lùi đầy đủ. La răng đúc đẹp đây. Ốp đèn pha rồi, ốp mạ chrome cụm đèn pha rồi. Máy số zin luôn. Em đi đang chào bán chiếc Vios E đời 2015 số sàn tư nhân với mức giá là 345 triệu đồng. Đấy có nhá. Bác Nguyễn Văn Trang, bác Thảo Vi, các bác ơi vào xem like, thả tin thả like để view mạnh cho em đi nhá. Em xin chào bác Đỗ Hiền này, cho xin hình ảnh 7 chỗ số tự động. Anh Đỗ Hiền ơi, 7 chỗ số tự động thì nhà em đi đang có rất nhiều luôn. Anh đang muốn mua 7 chỗ dòng nào? 7 chỗ số tự động thì em đi có Sorento, máy dầu 2010, 535 triệu đồng. Em đi có Orlando đời 2017 số tự động bản LTZ với mức giá là 435 triệu đồng. Và em đi có thêm cả Captiva nhá, 2009 số tự động máy dầu 315. Và có thêm cả một chiếc Kia Carens nữa, 2013 số tự động bản full với mức giá là 368. Đấy, bác Đỗ Hiền nhá. Em đi đã gì ạ? Đã báo với bác tất cả những cái mẫu xe. Ok anh Bình Phan nhá. Em đi đã báo hết các mẫu xe mà giá vừa tiền cho anh rồi. Đấy, anh quan tâm tới mẫu nào thì cứ vào comment nào. Đúng ạ. Em xin chào bác Trần Danh Thắng này, cho em xem con màu đen. Bác Trần Danh Thắng ơi, con màu đen là con gì nhỉ anh ơi? Bác Lâm Đình Nguyễn Đình Lâm ơi, Fortuner thì em đi lại hết mất rồi. Em đi mới hết nhá. Em xin chào bác Quang Nam Trần, cho xin hình ảnh chi tiết con Asen màu đen. Ok, bác Quang Nam Trần nhá, để lại cho em đi số điện thoại đi. Sau buổi live em đi sẽ liên hệ cho bác. Đây, quay tiếp một chiếc Asen nữa này. Một chiếc xe Kia Carens này, cho bác nào mà thích dòng xe 7 chỗ số tự động này. Đây, 7 chỗ số tự động Kia Carens đời 2013. Em này là bản full nhá. Bản full, máy số zin, một chủ các bác. Ốt đồ chạy chuẩn có hơn 5 vạn thôi. Lên đèn bi dưới lồng rồi. Ghế da zin nguyên bản. Có ghế chỉnh điện, cửa sổ trời. Em này bản full, bản 2.0. Một chiếc Kia Carens 7 chỗ này, form dáng đẹp, nhỏ gọn, đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà xe đi cực kỳ là đầm chắc. Lốp lắp mới là răng đúc đẹp. Em đi đang chào bán là 368 triệu nhá. 368 triệu đồng. Ok, chia sẻ mạnh lên cho em đi nhá. Chia sẻ mạnh lên nào. Và ngay trên đây nữa thì em đi có thêm một siêu phẩm xe Orlando đây rồi. 2017 số tự động bản LTS biển 90. Lên full đồ, màn hình, cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Xe form dáng đẹp, chấm thấp nhá, 1.8 thôi. Như em này thì chỉ ăn bằng một con Vios thôi. Ăn xăng bằng một con Vios thôi các bác ạ. Đấy, la răng đúc 5 chấu to bản, lốp láp thì còn khá mới. Xinh nhan trên gương. Và dòng xe 7 chỗ này thì form dáng đã đẹp rồi. Giá hợp lý, 435 triệu đồng nhá. 435 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một siêu phẩm Orlando 2017. Đúng ạ. Quay tiếp một chiếc Ghét này cho bác nào đang muốn mua Ghét này. Ghét đây, siêu phẩm Ghét mới về nhà em đi đây các bác ơi. 2008 nha. 2008 này, phiên bản số sàn nhập khẩu nguyên chiếc, biển Hà Nội đẹp luôn. Ở chiếc Ghét này thì vừa mới về ngay buổi chiều hôm nay thôi. Em đi đã lên sóng luôn cho các bác rồi. Đúng không ạ? 2008 phiên bản số sàn động cơ 1.1. Em này thì có trang bị đầu đài màn hình rồi thì phải. Đấy, cam lùi. Đầu đài màn hình và cam lùi nhá. Đây, các bác nhìn này. Tắp đi tắp lô cực kỳ đẹp luôn. Cái dòng xe Ghét này thì nổi tiếng rồi là nó lành, nó bền và nó cực kỳ là tiết kiệm. Đấy, trần là trần nỉ zin, ghế da hai màu luôn này. 145 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc Ghét. Đấy, cửa đóng mở chắc lịch luôn. Bác nào mà cần tìm mua những dòng xe về để chạy gia đình thôi, và xe thì nó lành tính nhá, nó lành tính, nó ít hỏng vặt, thì có thể gì ạ, tham khảo sang dòng này.
Anh Trần Danh Thắng ơi, cho xem màu đen Lacetti. Ok anh, màu đen Lacetti CDX đúng không anh? Thì đây em đi sẽ đi xuống đây để quay cho anh một siêu phẩm nhá. Con biển 24 này là con số sàn hay số tự động đây nhở? Hả? Con này là số sàn hay số tự động nhỉ? Thế à, sao hôm nay nhà mình để xe ngoài nhiều thế? Con Lacetti CDX biển 24 của anh Phương đâu nhỉ? Cái kiểu la răng trắng ấy. Mặt la răng trắng đâu nhỉ? CDX thì nhà em đi đang có một siêu phẩm luôn, 2010 bản full, ghế múi tay ga tự động nha, màu đen đẹp và với mức giá là 265 triệu đồng. Đấy. Bác Trần Danh Thắng nhá. Em đi sẽ quay cho bác 1 đến 2 chiếc để bác tham khảo này. Và tất cả những ô xe thì em đi có hình ảnh và có video rồi. Đây. Ngay dưới đây em đi sẽ quay cho bác xem này. Một chiếc CDX đây rồi. 2010 nha. Đây. CDX 2010 bản full, đúng không ạ? Ghế múi, ga tay tự động. Lên full đồ chơi rồi. Màn hình, cam hành trình và cam lùi đầy đủ. Em này máy số đi cực kỳ là thích luôn. Một mẫu xe sedan nhập khẩu đây cho bác này. Cửa sổ trời, đèn nổ start top. Ghế múi đây nha. Đúng không ạ? Ghế múi sàn 5D. Đèn auto rồi. Đèn nổ start top xịn sò đây. Màn hình cảm ứng, cam hành trình, cam đùi đầy đủ. Em này ốt đồ chạy chuẩn, nó có 9 vạn tư thì phải. Điều hòa auto, có sưởi ghế, xây ghế nha. Sưởi ghế nữa luôn. Trần nỉ, cửa sổ trời. 265 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe CDX đời 2010. Và em đi có thêm một chiếc xe nữa là CDX đời 2009 anh ơi. 2009 số tự động, cũng cửa trời, trang bị đề nổ đầy đủ và với mức giá là 238 triệu anh nhá. Đây em đi sẽ đi quay lần lượt cho anh xem. 238 triệu đồng. Đấy, phải đi tìm xe cho các bác nên là nó sẽ hơi lâu. Các bác cứ vào comment mạnh nhá, em đi sẽ tư vấn cho các bác luôn, đúng không ạ? CDX. Đẩy view mạnh lên là các bác ơi. Anh Trần Danh Thắng nhá, nếu mà anh quan tâm thì cứ inbox đi. Inbox cho em đi nhá. Ô thực sự luôn là không nhìn thấy chiếc CDX cái đâu rồi. Đấy, nếu mà bác Trần Danh Thắng mà quan tâm thì cứ inbox em đi. Em đi sẽ gửi hình ảnh và gửi video chi tiết cho bác. Đấy. Y10 màu đỏ 2016 cho các bác nào đang thích đây này. Y10 màu đỏ 2016. Máy số zin luôn. Và chiếc này thì là biển 14 nha. Biển 14A lên la răng đúc đẹp rồi. Tay nắm cửa, viền chân kính ốp hết mạ chrome sang bóng này các bác nhìn này. Đúng không ạ? Và em này thì còn ghế nỉ zin, chân nỉ zin. Màn hình cảm ứng, cam lùi đầy đủ. Có thảm trải tablo. 229 triệu đồng là cái giá em đi đang chào bán cho một chiếc xe Y10 màu đỏ này các bác nhá. Và bên dưới đây thì em đi có chiếc Morning màu đen này các bác ơi. Bác nào thích Morning màu đen không thì em đi đang có một siêu phẩm này. Một chiếc xe Kia Morning màu đen đời 2006 nha. Biển 34 luôn. Em này là dòng xe nhập khẩu, đèn vuông, 4 lốp mới, sơn xi mỏng với mức giá 155 triệu. Các bác nhá. Đây này, nội thất bên trong đấy các nhìn này. Em này khá là cứng luôn. Ghế da các bác ơi, ghế da đẹp luôn. Một chiếc Kia Morning đời 2006 nhập khẩu nguyên chiếc, đèn vuông, em chào bán là 155 triệu các bác nhá. 155 triệu. Đấy, các bác cũng vào xem like, thả tim thả like để view mạnh lên nào. Các bác ơi, đẩy view mạnh lên cho em đi nào. Các bác còn đang quan tâm và đang cần tìm mua những cái mẫu nào không thì cứ vào comment nào. Em đi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác. Đúng ạ. Đây rồi. Em đi đã quay trở lại sau mỗi buổi live đây các bác ơi. Đấy, mỗi lần là lúc mà mới đầu live ấy, thì tóc tai nó còn mái như thế này, đúng không? Trông nó còn đúng gọi là khi đi gì ạ? Khi yên về tứ đây đúng không ạ? Sau khi live xong là vượt hết lên rồi. Rồi mồ hôi mồ kê là tơi tả hết rồi các bác ạ. Đẩy view mạnh lên cho em đi nào các bác, đúng không ạ? Đấy, hoan hỉ nào. Hoan hỉ nào, vào thả tin thả like lên và mỗi bác chia sẻ giúp em đi đi. Bác Anh Vũ nhá, bác Tha Phụng ơi, bác Trương Nguyễn Đình nào, hãy thả tim lên và chia sẻ, đẩy lên giúp em đi 1 đến 2 lượt chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm nhá, đúng không ạ? Mỗi một bác thôi, chỉ dành 1 đến 2 giây thôi, không ảnh hưởng gì tới cuộc sống hay là không ảnh hưởng gì tới cái diện lick của các bác. Đấy mà trong khi đấy thì em lại được nhận lại rất nhiều,
Đấy là nhận lại gì ạ? Lấy là cái thư sự ủng hộ này, rồi cái niềm tin yêu của các bác cho em đi, dành cho em đi. Và lại tiếp cận được rất nhiều các gì ạ? Nguồn khách hàng khác. Đấy nên là rất mong là các bác hãy thả tim lên và chia sẻ cho em đi nhá. Và hãy nhớ là follow kênh, đúng không ạ? Hãy nhớ là follow kênh của em đi để mỗi khi em đi lên livestream thì các bác sẽ là nhận được thông báo. Đấy, nhận được thông báo đầu tiên luôn. Đúng không ạ? Đây nhá, gương mặt thương hiệu đây các bác ơi, em Ly đây nhá. Emily thì chuyên mua bán ô tô cũ đã qua sử dụng, có địa chỉ tại cây xăng 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và tất cả những cái mẫu xe nhà Emily thì từ 58 triệu trở lên. Và hiện tại bây giờ thì Emily cũng đang có nhu cầu mua rất nhiều xe. Đấy, bác nào mà có người nhà, người thân mà có nhu cầu thì hãy liên hệ cho Emily, Emily sẽ gửi hoa hồng nhá các bác nhá. Và bây giờ thì 8 giờ rồi, chắc Emily sẽ xuống live nhá, livestream 1 tiếng rưỡi rồi. Một tiếng rưỡi rồi thì chắc em đi sẽ xuống live nhá. Hẹn gặp lại các bác vào 6 giờ 30 ngày mai. Em đi lại tiếp tục lên sóng để báo giá. Các bác mà quan tâm thì cứ gì alo cho em đi, hoặc là nhắn tin qua Zalo. Em đi sẽ hỗ trợ tư vấn. Và các bác cần thắc mắc hay là cần mà em đi phải giải đáp những cái gì thì em đi sẽ gì ạ? Hỗ trợ và tư vấn cho các bác thật là nhiệt tình luôn, đúng không ạ? Cuối tuần em đi kính chúc toàn thể quý khách hàng thân yêu của em đi một tuần mới, một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhá. Và chúc các bác có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại nhá. Thả tim mạnh lên các bác ơi, thả tim mạnh lên nào, được ạ. Rồi, ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.